trận đấu thực nghiệm, kịch tính, hồi hộp, bùng nổ. Tình yêu là mang lại tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nó hơn cả đam mê khi mà bạn sẽ dành tất cả tình cảm và tâm trí để nghĩ về. Tình yêu mang lại sự quyết tâm, kể cả việc vượt qua được những nỗi đau thể xác, và cũng rất dễ dàng để lan tỏa cho nhau. Dù bất cứ nơi đâu hay bất cứ lúc nào, tình yêu giúp chúng ta lắng nghe được nhịp đập của trái tim. Tình yêu mang lại động lực để phá bỏ giới hạn của bản thân. Là cùng nhiệt, là hết mình, là chia sẻ, là niềm vui, những nụ cười, những giọt nước mắt và cả niềm tự hào. Với chúng tôi, bóng rổ là tất cả. Bóng rổ là tình yêu. Ngày hôm qua thì chúng ta đã được chứng kiến một trận đấu rất hay, rất kịch tính giữa Đà Nẵng Dragons và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và một lần nữa xin chúc mừng các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với trận đấu phân hạng thử nghiệm thứ tư, cặp đấu cuối cùng của chúng ta giữa hai đội bóng Sài Gòn Heat gặp các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Vâng, và giữa hai đội bóng này thì Sài Gòn Heat đang có một chuỗi thắng kéo dài lên đến 7 trận, kéo dài từ tận VBA Finals 2019 qua đến 2020 và bây giờ là loạt trận thực nghiệm 2021 thì ông 30 vẫn chưa biết mùi thất bại là gì khi họ đối đầu với Cần Thơ Catfish. Và trận đấu cuối cùng của hai đội cũng là lần gần đây nhất hai đội bóng gặp nhau, và trận đấu đó thì chúng ta đã được chứng kiến một chỉ số triple double cực kỳ khủng của Joski. Đó là cầu thủ này đã có 23 điểm, 18 rebound và 13 kiến tạo. Vâng, 13 kiến tạo chính là một con số kỷ lục của VBA tính đến thời điểm này, được giữ bởi ba cầu thủ khác nhau và đều là những cầu thủ của Sài Gòn Heat. Trong khi đó thì Cần Thơ Catfish đã chơi một đội hình 100% nội binh, với người để lại nhiều ấn tượng nhất chính là đội trưởng Lê Hữu Thành. Anh thi đấu trọn vẹn 3 hiệp đầu, ghi 15 điểm cùng 9 assist và 7 rebound trước khi ngồi ngoài toàn bộ hiệp thi đấu thứ tư. Tất nhiên, quá khứ đang đứng về phía Sài Gòn Heat và trận đấu này, mọi thứ cũng đang nghiêng về đội bóng này. Đội bóng Sài Gòn Heat đang được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ. Tuy nhiên thì họ cần có một sự khởi đầu tốt. Trong trận đấu trước thì họ khởi đầu chưa thực sự như ý, khiến cho đã có lúc họ cảm thấy hơi có một phần căng thẳng ở những giai đoạn quan trọng về sau. Và tiếp đến đó là cần thi đấu tập trung. Họ cần thi đấu tập trung hơn ở những thời khắc quyết định như tôi đã nói ở phần trước. Và đây là một cơ hội để cho những cầu thủ hàng bên có nhiều cơ hội để trải nghiệm, để khẳng định mình mỗi lần được vào sân. Và tất nhiên họ sẽ vẫn sử dụng bài đánh phản công nhanh, sẽ là kim chỉ nam của họ. Và đặc biệt kèm nữa thì hôm nay cầu thủ có tốc độ và đó là cao nhất của VBA, Đại Quang Bracy sẽ trở lại trong đội xuất phát của Sonic. Vâng, và trận trước thì Bracy đã ngồi ngoài nhường sân cho Josuke tỏa sáng. Còn về phía các cầu thủ Cần Thơ Catfish thì Travis Summer, hậu vệ ngoại binh của đội bóng miền Tây, vẫn chưa thể trở lại thi đấu vì chấn thương nằm ở cổ tay. Vì vậy thì Cần Thơ Catfish đã có một sự thua thiệt rất lớn về mặt thể hình cũng như nhân sự. Để khỏa lấp lỗ hổng này thì thầy trò huấn luyện viên Martin Krenzevic cần phải thi đấu thật sự chắc chắn, chắc chiêu cơ hội và hạn chế những tình huống thi đấu cá nhân hay là dựa nhiều vào cảm xúc để có được những tình huống tấn công tốt nhất. Chính vì có lối chơi tương đối thiếu chắc chắn và mắc nhiều sai lầm, Cần Thơ Catfish đang là đội bóng có nhiều turnover nhất tại loạt trận thực nghiệm, và để giành được chiến thắng trước Sài Gòn Heat thì đây là điều đầu tiên mà họ cần phải cải thiện. Và cuối cùng, Cần Thơ cần phải tìm ra được một họng pháo thật sự chất lượng để giữ được ngọn lửa tấn công để đối đầu với Sài Gòn Heat. Bên cạnh Jared Sam thì Catfish sẽ cần có sự tỏa sáng của Lê Hữu Thành. Hôm nay thì William Trần đã không có tên trong danh sách đăng ký bởi vì anh có lẽ vẫn chưa bình phục chấn thương, và đây sẽ là một bài toán rất khó giải đối với Cần Thơ Catfish. Từng là cặp đấu rất duyên nợ tại lịch sử VBA, nhưng lần cuối cùng Cần Thơ Catfish giành chiến thắng trước Sài Gòn Heat là trận đấu nào có lẽ tôi cũng không thể nhớ nổi nữa rồi. Và ngày hôm nay sẽ là cơ hội để họ có thể đòi được món nợ đã vay ở playoff năm ngoái khi họ đã thất bại với hai trận hoàn toàn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trận đấu phân hạng thử nghiệm thứ tư của cặp đấu thứ tư giữa Sài Gòn Heat và Cần Thơ Catfish. Tôi là Bị Lời Biên Đức Nguyễn và người đồng hành với tôi ngày hôm nay là anh Về Long.
kiểm tra, hoàn thiện và tăng cường công tác phòng dịch thuộc quy trình tổ chức giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải VBA Pro by Nova World Phan Thiết với sự đối đầu giữa hai đội Cần Thơ Cát Phít và đội chủ nhà Sài Gòn Heat. Và ngay lúc này xin được giới thiệu ra đội hình ra sân của đội khách Cần Thơ Cát Phít. Number 10 Tăng Minh Trí, Number 12 Travis Michael Sam, Number 22 Nguyễn Hoàng Tú, Number 35 Đậu Trung Kiên, Number 65 Lê Hiếu Thành, Number 3 Trần Đình Huy, Number 9 Hoàng Đức Huy, Number 15 Nguyễn Văn Vinh, Number 31 Trần Vĩ Nghiệp, Number 39 Bùi Quốc Tân. Ban huấn luyện đội Cần Thơ Cát Phít xin giới thiệu Mr. Martin Milan Kniezovic and Mr. Vũ Tiểu Bang. Và tiếp theo sau đây, xin được chào đón đội chủ nhà and starting five from Sài Gòn Heat. Number 0, Michael Chung. Number 7, Joshua Aaron Key. Number 11, Võ Kim Bảng. Number 30, Tim Alan Van Wall. Number 55, Đào Hoàng Lester Bracy. Number 3, Hoàng Tú. Number 10, Anthony Sunberg. Number 14, Vũ Thế Cang. Number 17, Nguyễn Quang Bình. Number 24, Lê Hoàng. Number 32, Kim Chi Su. Number 41, Từ Dương Huy. Và ban huấn luyện đội Sài Gòn Heat xin giới thiệu Mr. Matthew Dolat Van Bell and Mr. David John Cry. Và trân trọng giới thiệu tổ trọng tài của trận đấu ngày hôm nay, Mr. Dominic Buma, Mr. Thái Việt Hưng, Mr. Triệu Chí Thành. Và ngay bây giờ xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên hướng vào quốc kỳ để tiến hành làm lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, please stand up and sing the national anthem. Quốc ca. Vâng, và đây là một cặp đấu đầy duyên nợ vì họ đã đối đầu với nhau rất nhiều lần, đặc biệt là trong vòng playoff. Và đây sẽ là năm cái tên ra sân đầu tiên cho Sài Gòn Heat, bao gồm số 0 Michael Chương, số 7 Joshua Key, số 11 Võ Kim Bảng, số 30 Tim Well và số 55 là Daquan Bracy. Có 5 cầu thủ sẽ có mặt trong đội xuất phát của Cần Thơ Cát Phít, gồm có số 10 Tăng Minh Trí, số 12 Jared Sams, số 22 là Nguyễn Hoàng Tú, số 35 là Đậu Trung Kiên và số 65 là đội trưởng Lê Hiếu Thành. Hôm nay thì William Trần, cầu thủ Việt Kiều của Cần Thơ Cát Phít đã không được đăng ký thi đấu và anh hiện tại đang ngồi ở trên khán đài. Bên cạnh đó thì Travis Summer cũng chưa thể bình phục chấn thương và anh cũng không thể ra sân. Đây sẽ là một tổn thất rất lớn đến từ phía đội bóng áo trắng, đội bóng làm khách ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trong khi đó thì Sài Gòn Heat sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất. Trong trận đấu này thì các cầu thủ Sài Gòn Heat đón chào sự trở lại của Daquan Bracy, cầu thủ đã chỉ ngồi ngoài đạp xe trong trận đấu cuối cùng giữa hai đội. Và trận đấu đó thì Sài Gòn Heat đã giành chiến thắng cũng khá dễ dàng. Và trận đấu đó kết thúc với tỷ số 99-63, khoảng cách lên đến 36 điểm dành cho đội bóng chủ nhà Sài Gòn Heat ngày hôm đó. Và bạn còn nhớ thì Joshua Key đã có được triple double thứ hai trong là trận thực nghiệm của VBA 2021. Đi kèm với đó anh còn sang bằng kỷ lục về kiến tạo khi có được 13 đường assist, quân bình kỷ lục của hai cầu thủ Sài Gòn Heat khác, đó chính là Daquan Bracy và trước đó là Việt Ano.
Trên màn ảnh của chúng ta là ông Matt Van Pel. Đây là mùa giải đầu tiên ông Van Pel là huấn luyện viên của Sài Gòn Heat. Có thể nói đây là một mùa giải tương đối thành công của ông Matt Van Pel. Trong khi đó bên kia chiến tuyến thì ông Martin Knežević mới chỉ có được đúng một chiến thắng trong loạt trận thực nghiệm của VBA 2021 mà thôi. Và trận đấu phần loại thử nghiệm thứ tư tại VBA năm 2021 chuẩn bị được bắt đầu. Thay vì hai đội chạm bóng thì hai trung phong của đôi bên đã chạm vào tay nhau. Bây giờ sẽ có một tình huống tung bóng lại. So với trận đấu mới nhất thì Cần Thơ Catfish chỉ bổ sung duy nhất vị trí của Jared Sams. Cả William Trần và Jared Summer đều không thể thi đấu do chấn thương. Đây là Daquan Bracey. Võ Kim Bản kích ra cho Michael Trường. Cú ném đầu tiên của trận đấu đã đi không chính xác. Sài Gòn Heat đã khởi đầu trận đấu bằng một tình huống tấn công không thành công khi bài đánh của họ đã không được thực hiện tốt, và cuối cùng thì Michael Trường đã phải dứt điểm trong tình thế là shot clock đang trôi về những giây cuối cùng. Trong trận đấu trước thì Michael Trường cũng đã có career high của mình với 21 điểm. Đây là một số điểm khá cao dành cho cầu thủ mang áo số 0. Trận đấu vẫn chưa có điểm số. Hoàng Tú, bóng được kích ra vị trí của Tăng Minh Trí. Ngày hôm nay Tăng Minh Trí vào sân từ băng ghế dự bị để thế chỗ cho Vinh Kê Vì để được xuất phát. Vâng, và phản công nhanh chính là một vũ khí rất lợi hại của cá nhân Daquan Bracey, và bên cạnh đó là tập thể Sam Hit nữa. Người được xác định phạm lỗi trong tình huống vừa rồi đó là Nguyễn Hoàng Tú. Giờ năm nay thì Daquan Bracey đang là cầu thủ dẫn đầu toàn VBA về số điểm trung bình mỗi trận. Anh ghi trung bình đến hơn 37 điểm, bỏ rất xa người đứng thứ hai đó là Jeremy Smith, người ghi được 33 điểm một trận. Và cả hai pha đánh phạt của Daquan Bracey đều có điểm. Turnover rồi. Võ Kim Bản, Michael Trường. Bóng được triển khai lên sân trên rất nhanh. Michael Trường đã rất dễ dàng để vượt qua được Hoàng Tú và thực hiện một tình huống lên rổ bằng tay trái. Hôm nay thì phòng ngự sẽ là một bài toán cực kỳ đau đầu của Cần Thơ Catfish, vì ở rất nhiều vị trí trên sân họ sẽ phải đối đầu với những mismatch. Đậu Trung Kiên cũng đã được có trận thứ hai của mình trong starting five. Daquan Bracey chủ động chờ DSM để câu lỗi nhưng không có một tình huống phạm lỗi nào cả. Đó là một tình huống phòng ngự rất kinh nghiệm của DSM, và có phần nào đó là sự chủ quan đến từ chính Daquan Bracey, khi anh hoàn toàn có thể bứt phá và dứt điểm. Có thể nói tình huống câu lỗi vừa rồi của Daquan Bracey là khá lộ. DSM thực hiện một tình huống long thủ và đã có một tình huống phạm lỗi của Joski. Lỗi cá nhân sẽ là vấn đề rất lớn của Chosuki nếu như anh cứ tiếp tục thi đấu có phần hơi thiếu kiềm chế như tình huống close out vừa rồi. Tình huống rồi rõ ràng Joski không cần phải can thiệp một cách quá dắt như vậy, khi mà vị trí ném rổ của Jasem là quá xa rồi. Phản phạt đầu tiên đã không có điểm cho Jasem. Cần Thơ Catfish vẫn chưa có điểm nào trong hiệp đấu này. Người trên màn chúng ta là Nguyễn Hoàng Tú, một trong hai trụ cột kinh nghiệm được đưa trở lại. Bên cạnh Hoàng Tú là Tăng Minh Trí, những cầu thủ đã có rất nhiều năm thi đấu cho Cần Thơ Catfish và vừa trải qua mùa giải VBA 2020 không khoác áo đội bóng này. Võ Kim Bản vẫn đang tìm đường chuyền và Daquan Bracey. Daquan Bracey đã bị phạm lỗi bởi Tăng Minh Trí. Hôm nay Cần Thơ Catfish có hai cầu thủ phòng ngự vòng ngoài khá tốt, đó là Tăng Minh Trí và Lê Hữu Thành.
Đây cũng là hai cầu thủ rất hiểu nhau khi đã là đồng đội của nhau từ rất lâu. Đã có khoảng trống cho Daquan Bracy và ngay lập tức anh trừng phạt hệ thống phòng ngự của Counter Catfish. Lợi thế đang là rất lớn cho Sion Heat ngay ở những phút thi đấu đầu tiên của trận đấu này. Đó là một tình huống phạm luật chạy bước khá rõ ràng đến từ Lê Hiểu Thành, cầu thủ có chỉ số turnover đứng thứ 2 toàn VBA ở mùa giải năm nay. Và Lê Hữu Thành cũng đang là cầu thủ giữ kỷ lục về số turnover trong một trận đấu. Và kỷ lục đó đã được xác lập vào mùa giải năm ngoái. Bracy rất lắc léo và đây sẽ là Chosuki. Một tình huống lên rổ up and under rất đẹp mắt của Chosuki để ghi điểm số thứ 9 cho Sion Heat. The Sams. Đã có một tình huống ông Ripoma xác định là lỗi điểm dành cho cầu thủ mang số 12. Người vừa phạm lỗi trong tình huống vừa rồi được xác định có vẻ là Timwell. Chính xác, lỗi thuộc về cầu thủ mang áo số 30 của đội bóng áo đỏ. Và sau khoảng 2 phút 40 giây đầu tiên thì Cần Thơ Catfish đã có sự thay đổi người khi Đậu Trung Kiên rời sân, nhường chỗ cho Nguyễn Văn Vinh. Nguyễn Văn Vinh vào thì các cầu thủ Cần Thơ sẽ có thêm một sự lựa chọn khá đáng sợ ở vạch 3 điểm. Và điều này là điều mà đội bóng này cần, bởi trong 3 lượt tấn công vừa qua chúng ta đều thấy các cầu thủ Cần Thơ Catfish đều dựa vào những tình huống ISO của Jackson và một tình huống chạy bước của Lê Hữu Thành. Đã có rebound thành công đến từ Tăng Minh Chí, nhưng thiếu chút nữa thì Nguyễn Hoàng Tú đã ném đi cơ hội tấn công của Cần Thơ. Người phát biên là Lê Hữu Thành. Giá Sams đã được trả về cho Lê Hữu Thành. Một tiếng yểm trợ của Hoàng Tú. Đây là Vinh Kê Vì. Tiếng ném xa của Lê Hữu Thành. Tại mùa giải này thì chúng ta đã được chứng kiến rất ít những tình huống ăn mừng từ vạch 3 điểm của Lê Hữu Thành. Võ Kim Bản, một khoảng trống rất lớn dành cho Võ Kim Bản, nhưng đường bóng đi không chính xác của cầu thủ áo số 11. Tỷ lệ ném 3 của Sion Heat ở trong 2 trận đấu gần nhất là không tốt. Và Kim Bản cũng là một cầu thủ vẫn đang cố gắng đi tìm sự ổn định từ bên ngoài vòng 3 điểm. Sẽ lại là một tiếng ISO của Jared Sams. Lần này cú ném midrange của cầu thủ số 12 đã mang về điểm số thứ 6 cho Counter Catfish. Có chiều cao trên 2m nhưng những động tác đảo người và lên tay ném của Jared Sam là cực kỳ mượt mà, và vừa rồi thì Timwell đã không thể làm việc gì hơn. Tỷ lệ ném rổ của Jared Sam đang là khá tốt, hơn 50%, nhưng vừa rồi thì Daquan Bracy đã có một tình huống đáp trả. Quả 3 điểm thứ 2 của Daquan Bracy giúp anh có được tính tới thời điểm này là đã 8 điểm cho Sion Heat. Sau khi không tìm được đường truyền thì Tăng Minh Chí quyết định thực hiện một tiếng 3 điểm và bóng đi không chính xác. Lại là Daquan Bracy đường truyền cho Joski, nhưng cầu thủ này đã đứng ở phía ngoài sân. Vừa rồi thì Bracy hoàn toàn có thể dứt điểm, nhưng mà có vẻ như anh đã lưỡng lự và tung ra một đường truyền khi mà Joski đã không sẵn sàng. Lại là Tăng Minh Chí. Tình huống ném 3 điểm thứ 2 liên tiếp của Tăng Minh Chí và kết quả thì vẫn không có một điểm số nào dành cho đội áo trắng. Tình huống phòng thủ rất hay đến từ Cần Thơ Catfish và bây giờ thì họ sẽ có cơ hội phản công. Đấy, Sam chuyển cho Tăng Minh Chí nhưng rất khó để có thể thực hiện một tình huống reverse layup. Vẫn là các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Đấy, Sam đã thu hồi được bóng. Vinh Kê Vì. Khoảng cách giữa các cầu thủ của Cần Thơ Catfish đang hơi gần nhau, vì vậy những đường truyền của họ đang chưa thực sự tạo ra được sự khác biệt. Cần phải có được những khoảng cách lớn hơn khi mà các cầu thủ Cần Thơ Catfish đang dựa khá nhiều vào những quả ném xa. Vừa rồi thì Tăng Minh Chí cũng như là Nguyễn Văn Vinh đã đứng gần như ở bên cạnh nhau ở khu vực đầu vòng 3 điểm và nó gây ra khó khăn cho Jared Sam khi không biết phải chuyền bóng cho ai cả. Sam đối đầu với Chosuki.
Đây là Hoàng Tú. Một đường chuyền quá mạnh của Hoàng Tú và Tăng Minh Trí đã không thể kiểm soát được nó. Như vậy là võ kim bản đã được rút ra và vào thế chỗ cũng là một kỷ lục gia khác của Sơn Hít, đó là Anthony Sandberg. Bên cạnh đó thì Kim Chi-su cũng đã vào sân. Anh sẽ có những phút thi đấu đầu tiên ở trong trận đấu này. Thế chỗ cho Tim Well. Thêm một tình huống phòng ngự tốt đến từ các cầu thủ Cần Thơ. Yeah, Sam's. Đánh thẳng vào vị trí của Joski và Jarasem đã thành công. Josuki đã có một lỗi cá nhân. Vì thế Jarasem đã tận dụng rất tốt điều này và đánh thẳng vào vị trí của ngoại binh bên phía Sion Heat. Vẫn có 3 điểm cho Joski, bóng lắc rổ giữa bảng và một lần nữa tìm đến rổ của Kentucky Fish để mang về 3 điểm tiếp theo dành cho đội bóng chủ nhà. Tỷ số hiện tại là 15-8. Jarasem. Đến thời điểm này thì toàn bộ số điểm của các cầu thủ Sion Heat ghi được đều đến từ ngoài vòng 3 điểm. Tăng Minh Trí, bóng lại được trả về vị trí của Jarasem. Lần này cú ném là xa hơn. Và bóng đi không chính xác, phản công nhanh cho Sion Heat. Ta Quang Bracy, một tốc độ cực cao, đường truyền cho Joski. Và quá khó cho Lê Hữu Thành có thể truy cản được Joski trong tình huống khi mà anh đã bước chân lên rổ như vừa rồi. Lê Hữu Thành đã rất chủ động tránh khỏi va chạm. Tuy nhiên có vẻ như việc chọn vị trí của cầu thủ bên phía Cần Thơ Catfish là không tốt, dẫn đến một tình huống N1 cực kỳ dễ dàng dành cho Josuki. Và các cầu thủ Cần Thơ Catfish đã gọi đợt thụ ý đầu tiên của hiệp đấu này. Tỷ số hiện tại tạm thời đang là 17-8, khoảng cách là 9 điểm dành cho đội bóng chủ nhà. Sion Heat đã cải thiện được điểm yếu của họ trong hai trận đấu vừa qua, đó là họ đã nhập cuộc tốt hơn rất nhiều. Kentucky Fish quả thực họ đang thi đấu không giống một đội bóng. Họ chưa tìm được sự kết nối giữa các cầu thủ và mỗi khi gặp bế tắc thì có lẽ phương án cuối cùng là ra xem là cầu thủ này sẽ thực hiện những tình huống ISO hoặc thực hiện những cú ném trung bình từ khoảng cách rất xa. Những bài đánh của họ chưa tạo được khoảng trống và các cầu thủ của họ đang chưa thực sự tự tin để có thể thực hiện những tình huống đánh rổ, những tình huống drive in, tạo nên những khoảng trống cho những người đồng đội thực hiện cú ném. Đến thời điểm này thì Cần Thơ Catfish mới ghi được 8 điểm và cả 8 điểm đều đến từ Jarasem. Trong khi đó bên phía Sion Heat thì Daquan Bracy vẫn đang là linh hồn của đội bóng này. Nhưng bên cạnh Bracy còn có một Josuki chơi rất hay. Hai cầu thủ này ghi được lần lượt 7 và 8 điểm. Joski đã hoàn thành một tình huống triple play. Lê Hữu Thành. Ta xem đang vừa chơi ở vị trí cầm bóng, vừa chơi ở vị trí trung phong và anh đang làm tất cả. Và tình huống vừa rồi chỉ thiếu mỗi khâu ghi điểm là anh có thể thực hiện một tình huống ISO tiếp theo. Michael Trường, một khoảng trống rất lớn cho Michael Trường và lại một tình huống 3 điểm tiếp theo dành cho đội bóng chủ nhà Saigon Heat. Phong độ của Michael Trường đang lên rất cao và nó lên cao ở thời điểm cực kỳ ấn tượng. Khi mà càng về cuối mùa giải thì Michael Trường thi đấu càng hay. Phía trong khu vực 3 điểm, khu vực mid-range của Sion Heat không có bất kỳ một cái bóng áo trắng nào thưa anh Việt Long. Không có sự di chuyển và cả 5 cầu thủ đã đứng ngoài trong tình huống vừa rồi. Sự bế tắc rất lớn đến từ Cần Thơ. Trong khi đó thì Sion Heat vẫn đang có những đường luân chuyển bóng rất hay. Tiếc là Michael Trường đã hit check không thành công trong tình huống vừa rồi. Hoàng Tú. Tăng Minh Trí bóng được kích ra từ Hoàng Tú nhưng không có tình huống ném 3 điểm. Và bóng đã khá may mắn mang về 2 điểm cho Cần Thơ Catfish trong tình huống ra tay của Hoàng Tú. Anthony Sandberg mất 2 điểm và ngay lập tức Sion Heat đã lấy lại được một tình huống ném 3 tiếp theo. Nguyễn Hoàng Tú vừa mới ghi điểm ở phần sân trên nhưng anh đã trở về khâu phòng ngự rất chậm rãi và Anthony Sandberg đã có một tình huống ném 3 có thể gọi là wide open. Một tình huống hơi bị lỡ trớn của một cầu thủ Sion Heat khiến cho Jarasem đã có khoảng trống để thực hiện một tình huống 2 điểm. Michael Trường
Lại là một tình ném xa của Joski. Bóng đã nằm gọn trong tay của Hoàng Tú. Có thể thấy là từ này đến giờ những quả ba điểm của Sion Heat đều là những cú ném wide open. Các cầu thủ Cần Thơ Catfish thủ rất tốt ở khu vực bên trong, nhưng họ đang không làm được gì cả ở những cú ném ba điểm. Vừa rồi thì ra xem cũng thực hiện một tình ném ba. Tại Quang Bracy, Eurostep vượt qua Lê Hữu Thành nhưng không thể chiến thắng được vành rổ. Đã xem. Đã xem nếu cứ đánh như này thì anh sẽ rất tốn sức. Michael Trường không có điểm cho cầu thủ mang số 0 nhưng vẫn là các cầu thủ Sound Hit. Lại là Anthony Sandberg. Những quả ba điểm vẫn đang đến liên tục với các cầu thủ Sion Heat khi họ không hề ngần ngại ném xa. Và chúng ta đang thấy một hình ảnh rất đáng ngại đối với Cần Thơ Catfish khi mà Jared Sam có vẻ như là đang bị đau ở đâu đó. Vết thương có lẽ xuất phát từ tình huống này, một tình huống trượt chân của Jared Sam. Anh đã tỏ ra rất đau đớn sau cú ngã của mình. Hiện tại thì Travis Summer, ngoại binh còn lại của Cần Thơ Catfish, đã không thể thi đấu vì chấn thương. Tình huống tuần vào tiếp theo của Cần Thơ Catfish, Michael Trường. Joski không thể dứt điểm và cũng không có lỗi của Jasem. Đường chuyền của Kim Vi Thu đến thẳng tay của Lê Hữu Thành. Spin move lên rổ và đã bị chặn lại bởi Anthony Sandberg. Một cú block rất đẹp mắt của Sandberg, và bây giờ thì các cầu thủ Sion Heat sẽ chủ động đánh chậm lại vì thời gian thi đấu của hiệp này đang trôi vào những giây cuối cùng. Game clock còn khoảng 8 giây. Một cú deep three của Daquan Bracy để kết thúc gọn gàng hiệp thi đấu đầu tiên dành cho Sion Heat. Vâng, điểm số thứ 11 của Daquan Bracy và cũng là điểm số thứ 27 của Sion Heat ở trong hiệp thi đấu đầu tiên này. 27 và 12 là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên giữa Sion Heat và Cần Thơ Catfish. Sion Heat vẫn đang trên con đường đi tìm chiếc cúp vô địch thứ 3 liên tiếp của mình. Và ngày hôm nay, sân nhà của họ đang có hai lá cờ đại diện cho hai chiếc vô địch năm 2019 và 2020. Và chúng ta cùng trở lại với trận đấu giữa hai đội bóng Cần Thơ Catfish gặp đội chủ nhà Sion Heat. Người đang có bóng là Trần Vĩ Nghiệp, Lê Hữu Thành. Để xem, đường kích ra hợp lý cho Vinh KV. Vinh KV đã có cú ra tay đầu tiên của mình trong trận đấu này. Vâng, chính xác hơn đó là tình huống ném bàn thứ hai của Nguyễn Văn Vinh. Và đây là một tình huống N1 dành cho Michael Trường, người đã có một tốc độ rất cao trong tình huống đột phá vừa rồi. Một tình huống INL và đã đánh lừa được
hướng phòng ngự của Quốc Tân, khiến cho pha lên rổ của Michael Trường trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Như tôi đã nói từ trước thì hôm nay Cần Thơ Catfish sẽ phải đối đầu với rất nhiều mismatch, và hai trong số đó sẽ là Michael Trương và Daquan Bracy, vì hai cầu thủ này có tốc độ và sự lắc léo rất cao trong lối chơi. Một bài motion của Cần Thơ Catfish của nên 3 điểm của Trần Đức Nghiệp đi khá thiếu chính xác. Đây là Joski được chuyền cho Daquan Bracy, vẫn kiểm soát được bóng và thậm chí còn lên rổ thành công. Đó là một đường chuyền mà có lẽ chỉ có tốc độ của Bracy đi kèm với lại một chút nhãn quan chiến thuật của Chosuki thì mới biến thành một tình huống ghi điểm thành công. Đường chuyền rất khó. Trần Vĩ Nghiệp đã không có tình huống backcourt, và chính xác đó là một pha bóng đưa về sân sau của Jalassem xuất phát từ một đường chuyền quá khó của Vĩ Nghiệp. Trần Vĩ Nghiệp đã thi đấu có thể gọi là tương đối hơi hợt ở trong đường chuyền bóng vừa rồi, khi mà Jalassem không có vị trí thực sự tốt so với Chosuki, nhưng anh vẫn tung ra một đường chuyền và khiến cho Jalassem phải dính một turnover. Các cầu thủ Cần Thơ Catfish đang phòng ngự rất hơi hợt, hơi hợt như cách mà Vĩ Nghiệp vừa thực hiện đường chuyền vậy. Khi mà Joski có bóng ở khu vực ném phạt thì không có bất kỳ ai lên gây áp lực và truy cản cả. Lại là một cú ném xa của Vĩ Nghiệp. Và kết thúc thì vẫn không có gì thay đổi. Đã qua Bracy, Tony Hoàng Tú. Lại là một pha 3 điểm của Sion Heat. Đến từ đầu trận đến giờ thì những tình huống dứt điểm thành công của Sion Heat đều đến từ những tình huống gần như trống trải hoàn toàn giống như vừa rồi. Bùi Quốc Tân, một tình huống câu giao rất rát đến từ vị trí của Daquan Bracy. Anthony Sandberg, Joski vẫn là một tốc độ lên bóng rất cao. Hoàng Tú đã không thực hiện cú ném 3 điểm thứ hai. Anthony Sandberg. Shot clock còn 10 giây. Sandberg và Hoàng Tú đang chơi bóng với nhau. Hoàng Tú để mất bóng khá vô duyên đến từ cầu thủ mang áo số 3 của Sài Gòn Heat. Pha bóng vừa rồi có thể thấy là các cầu thủ Sài Gòn Heat giống như là thay nhau từ chối cơ hội dứt điểm. Không có một tình huống chạy cắt nào cũng như cản người. Thay vào đó họ cứ chuyền qua chuyền lại cho nhau ở bên ngoài vòng 3 điểm và kết thúc bằng một turnover. Đây là Vinh Kevy. Rất khó để thực hiện những tình huống ném 3 dễ dàng nếu như Cần Thơ Catfish chỉ chuyền bóng ở phía ngoài như này. Cuối cùng họ lại phải trông chờ vào khả năng ghi điểm của Jalassem từ một tiếng ISO. Daquan Bracy, đường chuyền quá tuyệt vời của Daquan Bracy dành cho người đồng đội mang áo số 14, đó là Vũ Thế Cảng. Vâng, huấn luyện viên Martin Grajevic đang cười vì có lẽ ông cũng chẳng biết phải nói gì với các học trò nữa. Liên tục là những tình huống thi đấu rất thiếu nhiệt của các cầu thủ Cần Thơ Catfish, đặc biệt là trong khâu phòng ngự. Vẫn là Jalassem. Có lẽ Jalassem là cầu thủ đang chơi bóng duy nhất của Cần Thơ Catfish ở hiệp 2 này. Hoàng Tú có pha 3 điểm thứ hai của cầu thủ áo số 3 và tỷ lệ đạt đang là 100% sau những cú ra tay của Tony Hoàng Tú. Tinh thần của các cầu thủ Sài Gòn Heat đang lên rất cao. Trong khi đó, điều ngược lại đang xảy ra với các cầu thủ Cần Thơ. Cho nó xem. Đổi đầu 1-1 với Daquan Bracy và trọng tài xác định đã có lỗi của Daquan. Trong tiếng vừa rồi, Daquan Bracy vừa là người bị đau và vừa là người bị thổi lỗi. Bracy vẫn đang tỏ ra rất khó chịu với tình huống thổi lỗi vừa rồi. Và trọng tài Dominic Poma đang đưa ra những lời chân tình cũng như là cảnh cáo Daquan Bracy rằng nếu anh tái phạm thì anh sẽ phải nhận một lỗi kỹ thuật. Vì vậy xem lại tình huống vừa rồi thì có vẻ như Daquan Bracy hoàn toàn có cơ sở để có những ý kiến của mình. Thêm một đường chuyền mà thiếu chút nữa thì Chosuki có thể cướp bóng khỏi tay của Jalassem. Bùi Quốc Tân
Hoàng Tú. Tình huống lên rổ của Hoàng Tú. Bóng đã lăn ra ngoài. Lê Quang đường truyền cho Vũ Thế Cang. Tiếp in không thành công. Nhưng vẫn là Joski. Và đó thậm chí còn là một tình huống N1 dành cho cầu thủ mang áo số 7. Trong khi Trần Đức Sam vẫn còn chưa kịp về thủ thì Josuki đã có mặt trong khu vực 3 giây của các cầu thủ Cần Thơ. Đó là lý do vì sao anh vừa dễ dàng có được tình huống offensive rebound và sau đó là một tình huống câu lỗi thành công. Hoàn tất 3 point play dành cho Josuki, điểm số thứ 11 của ngoại binh bên phía Sion Heat. Thưa anh Bình Long, anh ý kiến như thế nào khi đây mặc dù mới chỉ là thời điểm hiệp đấu thứ hai nhưng chúng ta có thể nói là một trận đấu chiến thắng blowout của Sion Heat được hay chưa? Với tinh thần thi đấu như thế này của Cần Thơ Catfish thì sẽ rất khó để cho họ có thể lật ngược được thế cờ, trừ khi huấn luyện viên Martin Knezevic cùng với trợ lý Vũ Tiểu Bang sốc lại được tinh thần cho các học trò. Thì may ra Cần Thơ Catfish mới có cơ hội trong trận đấu này vì bây giờ cách biệt đã là rất lớn và họ lại đang không có cảm giác dứt điểm tốt ở trong trận đấu này nữa. Và không có cả cảm giác phòng ngự nữa vào tình huống phạm lỗi của Lê Hữu Thành với Lê Quang. Lê Quang sẽ có cơ hội tìm kiếm điểm số đầu tiên của mình trong trận đấu này trên vạch ném phạt. Trong trận đấu trước thì chắc anh Việt Long còn nhớ, anh Việt Long đã nhắc tới tên Lê Quang rất nhiều và rất nhiều cơ hội dành cho cầu thủ này, nhưng chỉ đáng tiếc là Lê Quang hết lần này đến lần khác đều bỏ lỡ cơ hội của mình và không có điểm trong trận đấu đó. Nếu như có một điểm đáng khen dành cho Lê Quang thì anh đã không thi đấu với tâm lý cày điểm, mà ở những cơ hội có thể kiến tạo cho các đồng đội thì Lê Quang vẫn quyết định trao cơ hội dứt điểm cho các đồng đội của mình. Và tính tới thời điểm này thì toàn bộ điểm số của Lê Quang trong loạt trận thực nghiệm VB 2021 đều đến từ những tình huống ném phạt. Văn Vinh đã có từ 3 điểm. Nothing but net dành cho Văn Vinh, 1/3. Còn đây là cú ra tay của Lê Quang. Bóng đã trở lại với tầm kiểm soát của Cần Thơ Catfish. Nguyễn Văn Vinh sẽ là một trong những lựa chọn ghi điểm tốt nhất bên phía Sion Heat, xin lỗi quý vị, bên phía Cần Thơ Catfish. Và vừa rồi thì Trái Đất Sam đã có một đường truyền hơi khó dành cho Nguyễn Hoàng Tú, người không thể kiểm soát được bóng và dẫn đến một turnover dành cho Cần Thơ. Đường truyền của Trái Đất Sam đi hơi thấp và Hoàng Tú đã không thể kiểm soát bởi tốc độ của mình trong tình huống đó. Đó sẽ là turnover thứ 7 của các cầu thủ Cần Thơ Catfish tính tới thời điểm này của trận đấu. Một tình huống luân chuyển bóng rất hay của các cầu thủ Sion Heat và Joski một lần nữa đã bị phạm lỗi bởi một cầu thủ bên phía Cần Thơ Catfish. Còn trận mạnh của chúng ta là William Trần, cầu thủ đã ngồi ngoài trận đấu này là trận thứ 2 bởi một chấn thương. Đầu mùa giải thì William Trần thi đấu cực kỳ ấn tượng, anh liên tiếp có những trận đấu ghi ít nhất là 15 điểm. Nhưng càng về cuối mùa thì cảm giác dứt điểm của Will càng đi xuống. Và kết thúc lại trận thực nghiệm đầu tiên thì anh đã không thể ra sân vì chấn thương ở lượt trận cuối cùng. Lần đầu tiên trong trận đấu này, Joski được rút ra nghỉ. Với khoảng cách điểm lên tới 24 điểm thì ông Mạc Văn Bèo hoàn toàn có cơ sở để thực hiện điều này. Và đặc biệt là các cầu thủ Cần Thơ Catfish cũng đang chưa chơi thực sự tốt. The Sams, một tiếng phòng ngự tốt của Team Wales. Lê Hữu Thành, một cú ném khó của Lê Hữu Thành khi mà đã nhận được sự theo sát của Đa Quang Bracy, người đang cầm bóng. Crossover đã bị chặn lại và tiếng còi cất lên dành cho lỗi đánh tay của Đậu Trung Kiên. Trung Kiên đã có một tình huống rất cố gắng phòng thủ, biết rằng Đa Quang Bracy là một cầu thủ có khả năng ghi điểm cận rổ rất tốt. Nhưng tiếc rằng cú ra tay cuối cùng của Đậu Trung Kiên lại không chạm vào bóng mà chạm vào cổ tay của Đa Quang Bracy. Mùa giải năm nay thì Cần Thơ Catfish đã khởi đầu bằng một thương vụ trao đổi có thể gọi là bom tấn khi đưa Đinh Thanh Tâm ra Hà Nội đổi lại lấy lượt pick
đầu tiên tại VBA Draft 2021. Và từ đó họ lựa chọn William Trần. Sự thể hiện của Will ở trong những trận đấu đầu tiên là khá tốt. Nhưng bây giờ khi bước vào loạt trận thực nghiệm phân hạng thì lượt pick số 1 của VBA 2021 lại không thể thi đấu vì chấn thương. Mong rằng là trong trận đấu thứ hai của loạt trận giữa Carfis và Sagan Heat, William Trần có thể trở lại để mang lại một hy vọng cho đội bóng miền Tây. Vừa rồi là lỗi của Tim Well. Lỗi cá nhân thứ 3 của Tim Well. Và bây giờ thì Chosuki đã buộc phải trở lại sân vì Tim đã gặp foul trouble. Jared Sam đang ghi 14 điểm. Đã có những thời điểm anh là cầu thủ duy nhất của Cần Thơ ghi điểm trong trận đấu này, trước khi Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Hoàng Tú và Lê Hữu Thành lần lượt có những điểm số trong hiệp đấu thứ hai. Cả hai pha phạt đều chính xác. Carfis có sự thay đổi người. Hoàng Tú rời sân và Tăng Minh Chí được trở lại. Các cầu thủ Cần Thơ Carfis cần phải thu hẹp khoảng cách nhiều nhất có thể ở trong 4 phút thi đấu còn lại của hiệp 2 với hy vọng có được chiến thắng ở trong trận đấu này. Nhưng họ sẽ cần phải thi đấu nhiệt huyết hơn, đặc biệt là trong khâu phòng ngự. Hoàng Tú. Lần này thì tình huống ném 3 của Hoàng Tú đã đi không chính xác. Lê Hữu Thành. Bóng chọn vị trí của Đậu Trung Kiên, ra step và vượt qua được Vũ Thế Cang. Không có điểm. Phản công cho các cầu thủ Sao Hít đã có lỗi cản người của Vinh Kê Vì. Đó là một tình huống phạm lỗi rất thô của Nguyễn Văn Vinh và sẽ đưa Hoàng Tú lên vạch đánh phạt. Vì bây giờ các cầu thủ Cần Thơ Catfish đã phạm quá 5 lỗi đồng đội. Văn Vinh sẽ cướp được bóng nếu như anh có quyết định sớm hơn một khoảnh khắc nữa thôi. Nhưng tiếc rằng anh đã vào trễ một nhịp và phạm lỗi cản người đối với Hoàng Tú. Pha ném phạt đầu tiên không có điểm của Hoàng Tú. Quả ném phạt thứ hai thì đã thành công. Và điểm số thứ 7 của Hoàng Tú. Bây giờ thì Daquan Bracy đã được rút ra khỏi sân. Vào thay cho anh là Michael Trương. Bên cạnh đó Lê Quang cũng đã được rút ra sân nghỉ. Vào thế là cầu thủ Nguyễn Quang Bình, cầu thủ trẻ của Sao Hít. Nguyễn Văn Vinh. Bóng đi hơi mạnh so pha 3 điểm của Nguyễn Văn Vinh. Michael Trường đã dẫm vạch mất rồi. Một tiếng turnover dành cho đội bóng chủ nhà. Trước đó là một tình huống chạy về thủ rất nhanh của Tăng Minh Chí. Và đây là hình ảnh mà các cầu thủ Cần Thơ Catfish cần phải thực hiện nhiều hơn. Sự quyết tâm trong khâu phòng ngự sẽ có thể là chìa khóa để giúp họ đạt tinh thần tốt hơn ở mặt trận tấn công. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy được vẻ mặt khá buồn của ông Knežević, huấn luyện viên của Catfish. Tăng Minh Chí đã có tình huống lên rổ đầu tiên của Tăng Minh Chí, ghi 2 điểm. Tăng Minh Chí đột phá thẳng vào vị trí của một cầu thủ bên phía Sion Heat. Và trọng tài xác định là một cầu thủ bên phía Sion Heat đã dẫm vạch biên, đó là Michael Trương. Hai tình huống dẫm vạch liên tiếp của cầu thủ mang áo số 0. Tuy vậy thì chúng ta cũng không thể trách được Michael Trường bởi hai đường truyền của người đồng đội của Michael Trường trong tình huống đó đều là những đường truyền rất khó. Trong khi đó thì Cần Thơ Catfish đang có những phút thi đấu đầy chất lượng của Tăng Minh Chí, người đang cầm bóng trong tình huống này. Rồi lần này thì Tăng Minh Chí sẽ được thực hiện hai pha ném phạt. Cách biệt bây giờ là 19 điểm, một con số không lớn nhưng cũng không nhỏ để sang lấp. Và chính xác cách biệt đang là 21 điểm, 46-25 dành cho Sagan Heat. Và có lẽ Tăng Minh Chí được ông Knežević tung vào sân để thực hiện đúng ý đồ mà chúng ta đã được xem trong hai đợt tấn công vừa qua, đó là thực hiện những tình huống lên rổ. Rất có thể là ông đang muốn giữ thể lực cho Jared Sam. Vẫn là Tăng Minh Chí, một tình huống rebound tấn công. Đây là Jared Sam. Lê Hiếu Thành. Bóng được kích ra cho Jared Sam. Không có cú ném.
Cú ném khó của Jarasem khi anh đã bị bất trụ. 3-1, 4-1, Michael Trường tiến lên rồi ghi 2 điểm của cầu thủ áo số 0. Tăng Bình Chỉ đã bật rất cao nhưng anh đã không thể ngăn cản. Trước đó thì Jarasem đã có một tình huống tưởng chừng là Chosuki đã phạm lỗi nhưng các trọng tài thì không cất coi. Vì thế nó biến thành một tình huống ném rất khó và không có điểm dành cho Cần Thơ. Jarasem đang tỏ ra khá mệt mỏi rồi. Và cũng là một gương mặt rất mệt mỏi khác của Bùi Quốc Tân. Ở mùa giải trước thì Bùi Quốc Tân là một trong những cầu thủ ném 3 điểm xuất sắc nhất tại VBA. Khi anh lọt top 10 những tay ném có tỷ lệ thành công cao nhất. Nhưng ở mùa giải năm nay thì cầu thủ gốc miền Tây vẫn chưa thể hiện được quá nhiều. Còn đây là Lê Hiếu Thành. Mùa giải năm nay anh cũng không còn quá hay ở vạch 3 điểm. Tính tới thời điểm hiện tại thì tỷ lệ 3 điểm của Lê Hiếu Thành chỉ đạt con số khoảng hơn 20% một chút mà thôi. Còn có một câu chuyện liên quan đến sự đi xuống về tỷ lệ ném 3 này. Đó là Lê Hiếu Thành đã gặp một chấn thương liên quan đến vai phải, cũng chính là tay thuận của anh ở trong năm 2019. Sorry là 2020. Vì thế đến khi mùa giải VBA 2020 diễn ra vào cuối năm thì Lê Hiếu Thành đã không có được thể trạng tốt nhất. Nguyễn Văn Vinh được truyền ra thẳng đến vị trí của Roski. Phản công nhanh cho Sound Hit, bóng được kích ra vị trí của Michael Trường, không có cú ném. Michael Trường đi bóng về giữa. Roski những đường luân chuyển và chạy bài cực kỳ nhuần nhuyễn của Sacon Hit, nhưng đã có tiếng còi thổi luật chạy bước dành cho Michael Trường. Vừa rồi thì Vinh Kevy đã có một tình huống chuyền quá rập khuôn và khiến cho Chosuki có được một cú steal bóng cực kỳ dễ dàng. Đó là lý do vì sao ông Martin Knezevic cùng với trợ lý Vũ Tiêu Bang đã tỏ ra không hài lòng với người học trò ở trong pha bóng vừa rồi. Ra xem, ném ngay sau khi nhận được đường truyền của Vinh Kevy. Phản công nhanh Michael Trường. Hai điểm tiếp theo và rất đơn giản cho cầu thủ mang áo số 0. Đến tới thời điểm này thì Sao Hit đã có rất nhiều điểm phản công nhanh, cụ thể là 17 điểm. Lê Hiếu Thành, người đội trưởng, đã mang về 2 điểm cho Cần Thơ Cavit. Có lẽ nhìn các người đồng đội của mình thi đấu khá thiếu sức sống như này thì người bổ nhất tôi nghĩ đó chính là Lê Hiếu Thành, người đã đồng hành cùng Cần Thơ Cavit ở mùa giải thứ 5 liên tiếp rồi. Jarasem. Michael Trường đã có một tình huống xử lý chính xác khi bỏ cho Jarasem lên rổ trong tình huống vừa rồi. Vì nếu như anh cố gắng truy cản thì nó vừa không mang lại hiệu quả tốt, vừa dễ mang đến một tình huống and one dành cho Jarasem. Và sau một chuỗi điểm ngắn của Cần Thơ thì bây giờ Sài Gòn Hit đã gọi hội ý, quyền gọi hội ý đầu tiên của họ trong trận đấu này. Ta hãy cùng xem lại tình huống phát động phản công nhanh rất hay đến từ Nguyễn Văn Vinh. Cầu thủ bên cạnh màn trình diễn ném 3 cực kỳ ấn tượng thì anh đang là một tay phòng ngự xuất sắc. Lê Hiếu Thành, người đang có trung bình 34 phút một trận đấu và trên 12 điểm trong khoảng 34 phút đó. Lê Hiếu Thành là một trong những số ít cầu thủ chưa đổi màu áo trong lịch sử VBA. Về những cầu thủ chưa một lần đội màu áo, chúng ta có thể nói đến các cầu thủ như là Đinh Tiến Công của Hà Nội Buffalo, Trương Hoàng Trung, Hoàng Thế Hiền đều là những cầu thủ mới chỉ khoác áo một đội bóng trong xuyên suốt sự nghiệp VBA. Ở trên sân hôm nay thì chúng ta còn có thêm Võ Kim Bảng, người đã từng khoác áo Sam Hit từ những mùa giải đầu tiên cho tới thời điểm này. Thậm chí Võ Kim Bảng anh từng khoác áo Sam Hit từ mùa giải đầu tiên 2016. Tuy nhiên anh đã bỏ lỡ mùa giải 2017. Một tình huống va chạm rất mạnh của Kim Ji-soo và Nguyễn Văn Vinh, và cả hai cầu thủ đang ôm đầu nằm trên sân.
Vừa rồi có lẽ là một tình huống thiếu may mắn đối với cả hai, khi mà Văn Vinh và Jisoo đều cố gắng lao đến quả bóng, và trước khi bất kỳ ai chạm tay được thì Jisoo đã vô tình ngán chân của Văn Vinh. Còn Văn Vinh thì ngã thẳng lên phần đầu của Jisoo. Một va chạm rất đau với cầu thủ mang hai dòng máu là Việt Nam và Hàn Quốc này. Rõ ràng đó là một tình huống vô tình của Nguyễn Văn Vinh. Vì vậy sự vô tình đó đã tạo nên một va chạm khá mạnh lên vùng đầu của Kim Jisoo. Gương mặt rất lo lắng của huấn luyện viên Matt Van Pelt. Và bây giờ thì Jisoo vẫn đang chưa thể lấy lại được sự tỉnh táo. Và những tình nguyện viên, những cộng tác viên của VBA đã sẵn sàng sử dụng cáng để có thể giúp đỡ Kim Jisoo rời khỏi sân. Đây là một chấn thương ở vùng đầu, vì thế mọi thứ có thể sẽ trở nên rất nguy hiểm. Jisoo đang nói với trọng tài Dominic Poma rằng anh đã bị ngã vào đầu và đáng lý ra anh cần được thổi phạt. Và nếu như tôi nhìn không lầm thì ở trên sàn của VBA Arena đã xuất hiện máu. Một khoảng lặng rất lớn đang xuất hiện. Và chúng ta hãy cùng hy vọng rằng Kim Jisoo sẽ không gặp phải vấn đề gì đó quá nghiêm trọng. Ông Matt Van Pelt cũng đứng về phía người học trò của mình trong tình huống này. Và Kim Jisoo đã có thể đứng dậy và tự rời khỏi sân. Một tín hiệu vui dành cho những fan của Sun Hit. Có vẻ là Jisoo sẽ có thể thi đấu tiếp. Nhưng anh vẫn đang tỏ ra rất bất bình sau tình huống va chạm vừa rồi, khi anh cho rằng mình không được các trọng tài bảo vệ. Nhưng nếu chúng ta xem lại tình huống quay chậm thì chúng ta có dễ dàng có thể nhận thấy là tình huống va chạm trước đó của Kim Jisoo và Văn Vinh đã khiến cho Văn Vinh không kiểm soát tốc độ. Và một cái u rất to ở trên trán của Jisoo. Và tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để Jisoo có thể trở lại thi đấu. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Khi va chạm thì Văn Vinh cũng đã không còn trụ ở trên mặt sàn nữa rồi. Anh hoàn toàn ở trên không. Tăng Minh Chí được truyền ra lại bắt bài bởi Joski. 5-3. Các cầu thủ Sao Hit lên sân trên rất nhanh và không có N1 dành cho cầu thủ áo số 7 của Sao Hit. Joski nhận thấy không có bất kỳ cầu thủ nào có thể ngăn cản mình ở khu vực giữa rổ. Vì thế anh đã quyết định đánh thẳng vào và tìm kiếm cơ hội lấy N1. Tiếng phạt đầu tiên, bóng đi không chính xác. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Sun Hit ném phạt cũng không phải là quá tốt. Các bác sĩ vẫn đang rất tích cực chăm sóc cho Jisoo. Một túi trường rất lớn đã được đặt lên trên trán của cầu thủ này. Và trong khi chúng ta được chứng kiến hình ảnh các bác sĩ chăm sóc cho Kim Jisoo thì Joski đã thực hiện một pha ném phạt thứ hai thành công. Và hiệp đấu thứ hai cũng chỉ còn khoảng 10 giây nữa thôi. Là Sam's. Đó là một tiếng N1 dành cho các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Cần Thơ đang kết thúc hiệp thi đấu thứ hai một cách rất ấn tượng. Đầu tiên họ có một cú hích tinh thần rất lớn đến từ Nguyễn Văn Vinh bằng một loạt pha bóng phòng ngự ấn tượng. Và bây giờ thì Jared Sam cũng đã có vẻ thức giấc với một tình huống lấy N1 thành công từ Joshua Keys. Nhưng từ hôm rồi chúng ta cũng có thể thấy rằng Joski đã có một tình huống lùi về offside khá chậm, khiến cho anh đã thất thế trong vị trí phòng ngự của mình. Cặp đội bây giờ sẽ là 19 điểm và chỉ còn 4,4 giây còn lại ở hiệp thi đấu thứ hai. Và tốc độ của Bracy sẽ được sử dụng ở mức tối đa ở trong pha bóng này. Sẽ là một cú nhảy ném của đá quang Bracy và thành công. Một tiếng buzzer beater cho cầu thủ mã số 55. Đã qua Bracy đối đầu với Trần Vĩ Nghiệp và đó rõ ràng là một cuộc đối đầu không hề cân sức một chút nào. Khép lại hai hiệp thi đấu đầu tiên tại VBA NTU Arena.
Sun Heat hiện đang tạm dẫn trước với tỷ số 54-32. Một ngày như mọi ngày, trời đã sáng và bạn vẫn ráng. Bạn bị đánh thức bởi tiếng oang oang. Tiên điên chủ nhà ơi! Mấy bữa nữa nha anh. Bạn lại ngủ và mơ về thủ phủ. Bạn lại bị đánh thức bởi giọng oang oang. Tiền nước chủ nhà ơi! Vài bữa nữa nha anh. Bạn chán trường, bạn trường lên Facebook. Nhưng wifi mất, bạn hết đường chơi. Đi giải quay thôi, nhà chán quá rồi. Ồ, người đẹp ngang nhà, có chút vui ha. Tiền nhà tháng này anh nhớ nha anh. Bỗng nhiên chợt nhớ, điện thoại nàng mất, mặt nàng kém vui. Không để nàng sầu, sắm ngay ghế mới. Đang cần tiền mặt, biết tính làm sao? Căng à nha. Đáng lẽ ra, bạn nên sử dụng Vietcredit. Thẻ vay Vietcredit, cần là có. Linh hoạt sử dụng, linh hoạt thanh toán.
rời rạc và thiếu sức sống. Đó là những suy nghĩ của cá nhân tôi sau khi chứng kiến Kentucky Fit trong hai hiệp thi đấu đầu tiên, thưa anh Việt Long. Vâng, họ thi đấu cực kỳ thiếu hiệu quả và bên cạnh đó là còn thiếu nhiệt huyết nữa. Ở trong tấn công hay phòng ngự đi chăng nữa thì Kentucky Fit vẫn đang có một khoảng cách rất lớn so với lại Sài Gòn Heat nếu so sánh về mặt tinh thần. Điển hình là Sài Gòn Heat đã có rất là nhiều tình huống dứt điểm mà họ không có bất kỳ cầu thủ Kentucky Fit nào ở xung quanh, và nó dẫn đến những cú ném gần giống như là một buổi đánh tập dành cho Sài Gòn Heat vậy, thưa anh Đức. Vâng, ngoài ra thì chúng ta còn được chứng kiến ngoài những tình huống rời rạc ở phòng ngự, chúng ta được thấy một Kentucky Fit thi thoảng không tìm thấy nhau trong tấn công. Chúng ta còn nhớ một tình huống mà cả 5 cầu thủ Kentucky Fit đều đứng ngoài và không có một đường chạy xiết nào, không có một đường chuyền nào có thể tạo được đột biến. Ở cuối cùng, lựa chọn cuối cùng vẫn là dành cho Jared Sam, cầu thủ ngoại binh của đội bóng Kentucky Fit. Vâng, và trên màn chúng ta đang là những thông số của hai hiệp thi đấu đầu tiên và rõ ràng nó đang nghiêng hoàn toàn về phía Sài Gòn Heat. Đội bóng đang chơi tốt hơn ở trong trận đấu này. Hiện tại thì Sài Gòn Heat chỉ thua thiệt đúng một chỉ số duy nhất so với Kentucky Fit, đó là turnover khi họ mắc đến 11 lỗi. Nhưng con số này đến phần lớn là vì huấn luyện viên Matt Van Pelt đang cho những cầu thủ dự bị vào sân. Hiện tại thì toàn bộ những cầu thủ được ông đăng ký trong danh sách thi đấu đều đã vào sân. Và nó cho thấy được rằng là Sài Gòn Heat đang thoải mái như thế nào ở trong trận đấu này khi đối đầu với Kentucky Fit. Chúng ta cùng nhìn chỉ số kiến tạo. Kentucky Fit chỉ có 2 tình huống kiến tạo duy nhất. Điều đó chứng tỏ cho chúng ta thấy là họ đã đánh ISO rất nhiều. Và tất nhiên cái tên tạo nó đến rất nhiều đó là Jared Sam, cầu thủ ngoại binh của đội bóng này. Vâng, và cho tới thời điểm hiện tại thì Jared Sam là người ghi được 21 điểm. Và con số điểm của anh là chiếm đến hơn 60% số điểm của Kentucky Fit. Trong khi đó thì Joshua Key ghi được 14 điểm và bên cạnh anh còn có một Daquan Bracey ghi được đến 16 điểm. Nhưng giống như là anh Đức đã nói, kiến tạo đang là một trong những điểm rất mạnh đến từ các cầu thủ Sài Gòn Heat vì họ san sẻ bóng rất nhiều, họ luân chuyển bóng và tìm chia sẻ cho nhau những cơ hội ghi điểm ở gần như mọi vị trí ở trên sân. Chúng ta cũng có nên có một phần thông cảm dành cho ông Knežević và đội bóng Kentucky Fit, bởi rõ ràng dù không muốn nói nhưng có lẽ hiện tại những con người của ông Knežević đang có trong tay chưa thực sự như những gì ông mong muốn. Và rõ ràng chúng ta thấy là các cầu thủ Sài Gòn Heat, họ những cầu thủ trẻ họ thi đấu với nhau lâu hơn, họ đang có nền tảng kỹ thuật tốt hơn và họ đang chắc chắn rồi vì họ dẫn điểm và họ sẽ tự tin hơn rất nhiều. Trong khi đó thì Kentucky Fit vắng đi hai gương mặt mà tôi đánh giá là cực kỳ quan trọng. Đầu tiên là Travis Summer, người được đưa về Kentucky Fit để làm hậu vệ dẫn bóng cho đội, đẩy Lê Hiếu Thành sang vị trí số 2. Đây là một quyết định mà tôi đánh giá là rất là hợp lý. Tuy nhiên thì với việc Summer gặp chấn thương thì Lê Hiếu Thành một lần nữa phải trở lại với vị trí mà anh không quen thuộc. Cái tên thứ hai đó là William Trần, cầu thủ đang ghi trung bình đến hơn 16 điểm mỗi trận dành cho Kentucky Fit. Vắng đi William Trần thì chúng ta có thể thấy được Cần Thơ cực khổ như thế nào trên hàng công khi họ liên tiếp luân chuyển bóng, tìm bóng đến những cầu thủ khác nhau như là Bùi Quốc Tân, như là trong trận đấu này là Nguyễn Hoàng Tú hay là Đậu Trung Kiên. Tất cả đều có những tỷ lệ field goal khá thấp, thưa anh Đức. Cả Summer và William Trần mất đi hai cầu thủ này thì có nghĩa là các cầu thủ Kentucky Fit đã mất đi khoảng trung bình mỗi trận đấu gần 40 điểm. Đây là một con số thực sự lớn, quá lớn và gần như chắc chắn các cầu thủ local không thể nào mà có thể gánh vác được trọng trách này. Và tất nhiên nó chỉ là một phần nào đó mà thôi. Và chúng ta cũng có thể hiểu qua đó thấy là các cầu thủ Kentucky Fit đang phải vất vả như nào để chạy trên sân để thi đấu, để có thể vượt qua được những cầu thủ ngoại binh của đối thủ. Vâng, đây chính là lý do vì sao khi mà bạn thua thiệt về mặt chuyên môn thì tinh thần của đội bóng sẽ là một điều cực kỳ quan trọng. Nếu như Kentucky Fit thi đấu máu lửa hơn, đặc biệt là trong khâu phòng ngự, thì cho tới thời điểm này cách biệt đã không lớn như bây giờ. Và nếu như Kentucky Fit cải thiện được vấn đề này thì tôi tin chắc rằng hai hiệp đấu còn lại họ sẽ thi đấu khởi sắc hơn cả trong phòng ngự và cả tấn công nữa. Và có lẽ chúng ta cũng phải chờ khi kết thúc hiệp thi đấu thứ tư thì chúng ta biết là các cầu thủ Kentucky Fit có sử dụng được sức mạnh có lẽ là duy nhất của mình vào thời điểm tại, đó là tinh thần hay không. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với hiệp thi đấu thứ ba, trận đấu giữa hai đội bóng Sài Gòn Heat và Kentucky Fit.
hiệp thi đấu thứ 3 bắt đầu bằng tình huống ném phạt kỹ thuật của Lê Hiếu Thành. Các trọng tài xác định là một thành viên bên phía các cầu thủ Sài Gòn Heat đã phạm lỗi kỹ thuật ở cuối hiệp thi đấu thứ 2. Và hiệp đấu thứ 3 đã chính thức được bắt đầu bởi một tình huống tấn công cho Sài Gòn Heat. Của Pierron không thành công nhưng bóng vẫn một cách nào đó đến được đôi bàn tay của Daquan Bracey, cầu thủ nguy hiểm bậc nhất của Sài Gòn Heat, và hai điểm dành cho đội bóng chủ nhà. Các cầu thủ Cần Thơ Catfish đã làm được tất cả những gì khó nhất, nhưng cuối cùng khâu thu hồi bóng lại không thành công đối với họ. Cú ném xa của Hoàng Tú, bóng đi hơi mạnh. Michael Trường, Daquan Bracey đã có một tiếng buzzer beater ở cuối hiệp thứ hai từ vạch 3 điểm. Bóng được trả về cho Michael Trường. Đường truyền rất khó hiểu của Michael Trường, và sau tiếng vừa rồi thì chúng ta thấy là Daquan Bracey đã ôm đầu. Vâng, cụ thể hơn thì ở cuối hiệp thi đấu thứ 2 và ở đầu hiệp thi đấu thứ 3 thì huấn luyện viên Matthew Van Pelt đã bị các trọng tài thổi phạt lỗi kỹ thuật, dẫn đến tình huống ném phạt kỹ thuật đầu trận đầu hiệp đấu của Lê Hữu Thành. Có thể ông đã phàn nàn, tiếp tục phàn nàn về tình huống của Kim Ji-soo. Tiếng còi một lần nữa cất lên dành cho lỗi phản thiên thể thao của Daquan Bracey, và tiếp đó là một tình huống technical foul dành cho cầu thủ này. Vâng, đó là lỗi kỹ thuật thứ hai, hai lỗi kỹ thuật liên tiếp dành cho Daquan Bracey, và ngoại binh của Sài Gòn Heat đã bị truất quyền thi đấu ngay lập tức, thưa anh Đức. Vâng, không cần đến lỗi kỹ thuật thứ hai đâu, một tình huống phản thiên thể thao và một tình huống technical foul cũng đã khiến cho Daquan Bracey phải kết thúc trận đấu của mình rồi. Chúng ta sẽ cùng phải chờ xem người bị thổi phạt lỗi phản thiên thể thao là ai, vì theo như góc nhìn của tôi thì có vẻ như đó là Lê Hiếu Thành. Mặc dù vậy, sau đó Bracey đã có phản ứng rất nghiêm trọng đối với trọng tài Dominic Poma và khiến cho ông thổi phạt hai lỗi kỹ thuật dành cho cầu thủ này. Chúng ta hãy cùng chờ một lúc để thấy được quyết định cuối cùng đến từ các trọng tài. Daquan Bracey cần phải giữ bình tĩnh. Sẽ là lỗi phản tinh thần thể thao đến từ Lê Hữu Thành, và lỗi kỹ thuật dành cho Daquan Bracey. Sau đó trọng tài Triệu Chí Thành đã đưa ra quyết định thổi lỗi kỹ thuật thứ hai dành cho ngoại binh của Sài Gòn Heat. Chúng ta hãy cùng theo dõi là tình huống này, và mọi thứ xuất phát từ cái đánh tay rất mạnh đến từ Bracey dành cho Hiếu Thành. Sau đó Hiếu Thành đã có một tác động không hợp lệ dẫn đến việc anh bị thổi lỗi phản tinh thần thể thao. Sau đó thì Bracey cùng với Hiếu Thành đã có lời qua tiếng lại trước khi Bracey có những lời không phù hợp khiến cho trọng tài dành tặng cho anh hai lỗi kỹ thuật liên tiếp. Bracey vẫn đang phàn nàn với vị trợ lý của ông Matt Van Pelt trên đường trở lại phòng thay đồ. Có thể thấy anh đang bực tức như thế nào. Trong khi đó thì ông Matt Van Pelt đang có một cái nhìn dành cho các trọng tài, chờ đợi quyết định cuối cùng. Trận đấu bỗng nhiên trở nên rất căng thẳng sau một tình huống phạm lỗi không bóng của Lê Hiếu Thành. Vâng, trọng tài xác định đó sẽ là lỗi trục xuất dành cho Lê Hiếu Thành. Như vậy là cả hai bên đều có một cầu thủ phải rời khỏi sân ở trong pha bóng vừa rồi. Và đều là những cầu thủ rất quan trọng. Và Lê Hiếu Thành đã trở thành cầu thủ thứ hai tại VBM này sau Makidi London của Hồ Chí Minh City Wings bị thổi lỗi trục xuất và mất quyền thi đấu. Vâng, và lỗi trục xuất không chỉ khiến Lê Hiếu Thành không thể thi đấu trận đấu này, mà theo điều lệ của VBA
thì đội trưởng của Cần Thơ Catfish có thể sẽ bị cấm thi đấu luôn cả lượt trận tiếp theo. Quyết định bây giờ đã được các trọng tài đưa ra và nó sẽ không được rút lại nữa. Hai cầu thủ sẽ phải rời sân, đó là Lê Hiếu Thành và Daquan Bracy. Và Lê Hiếu Thành sẽ phải tiếp bước Daquan Bracy trở lại phòng thay đồ và không được theo dõi phần còn lại của trận đấu này. Nếu nói về thiệt hại thì rõ ràng Cần Thơ Catfish thiệt hại hơn rất nhiều so với các cầu thủ Sài Gòn Heat vì đội hình của Sài Gòn Heat rất dày. Họ hoàn toàn có thể có những cái tên khác để tạm thời thế chỗ của Bracy, nhất là khi lợi thế về điểm số của họ đang rất cao. Văn Vinh sẽ được thực hiện hai pha ném phạt lỗi kỹ thuật của Daquan Bracy. Vừa rồi thì Lê Hữu Thành đã dành một khoảng thời gian rất lâu đứng nói chuyện với ông Dominic Poma trước khi đưa tay nhận lỗi, và bây giờ thì anh sẽ rời khỏi sân, trở về phòng thay đồ giống như là anh Đức vừa nói. Và Võ Kim Bảng, người thay thế cho vị trí của Daquan Bracy, không phải, đó là Anthony Sundberg, sẽ thực hiện hai pha ném phạt bởi lỗi của Lê Hữu Thành. Trong một phút thi đấu đầu tiên của hiệp thi đấu thứ 3, chúng ta đã thấy một lỗi kỹ thuật dành cho huấn luyện viên Matt Van Pelt, hai lỗi kỹ thuật liên tiếp double technical dành cho Daquan Bracy, và một lỗi disqualifying foul, lỗi trục xuất dành cho Lê Hữu Thành. Rất có thể là Daquan Bracy cũng giống như tôi trong tình huống đó, nghĩ rằng pha lỗi phản ứng thể thao được dành cho mình và anh đã có phản ứng. Và rất tiếc đó lại là lỗi của Lê Hữu Thành, và phản ứng đó đã mang lại một bất lợi rất lớn dành cho cá nhân Daquan Bracy cũng như đội bóng Sài Gòn Heat. Nếu như không có Bracy ở trong trận đấu này thì chúng ta vẫn sẽ tạm thời chưa bàn tới hậu quả, nhưng nếu như vắng Bracy ở cả lượt trận sau thì chắc chắn Sài Gòn Heat sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Michael Trường đã hơi mất tập trung trên đồng hồ shot clock, và các cầu thủ Sài Gòn Heat đã phạm luật 24 giây. Bây giờ thì Cần Thơ Catfish đã không còn người thủ lĩnh thường thấy của họ trên sân, và họ sẽ cần phải đi tìm một người cầm trịch mới. Hiện tại vị trí đó sẽ được trao cho Trần Vĩ Nghiệp, cầu thủ đang cầm bóng ở giữa sân dành cho Cần Thơ Catfish. Nghiệp và Michael Trường. Đây là Hoàng Tú, đã có tiếng còi dành cho lỗi của Sài Gòn Heat. Đó sẽ là lỗi cá nhân thứ 4 dành cho Tim Well. Vâng, và đó sẽ không phải là Tim Well, mà người phạm lỗi sẽ là một cầu thủ khác bên phía Sài Gòn Heat. Rất may cho Tim, anh đã có 3 lỗi cá nhân và đang phải thi đấu cực kỳ cẩn trọng. Michael Trường đã được rút ra, và một tình huống steal rất nhanh của Anthony Sundberg. 2 điểm tiếp theo dành cho cầu thủ đang có một cái băng màu trắng ở trên đầu. Hình ảnh Sundberg đeo băng đầu là hình ảnh khá là lẫm. Còn turnover trước đó của Cần Thơ thì không thực sự là lẫm lắm ở trong trận đấu này, khi mà họ vẫn đang thi đấu với rất nhiều sự bế tắc. Lại một tình huống nằm sân của Jared Sams. Người phạm lỗi trong tình huống vừa rồi là Joshoki, lỗi cá nhân thứ 3 của ngoại binh này. Và Sài Gòn Heat sẽ cần phải hết sức cẩn thận với lỗi cá nhân của Joshoki, vì bây giờ anh là ngoại binh duy nhất của ông 30 ở trên sân vào lúc này. Và có một điểm đáng chú ý là Gia Sen vẫn chưa phạm bất kỳ một lỗi cá nhân nào trong những phút đã qua của trận đấu này. Trong rất nhiều tình huống mà Sài Gòn Heat tấn công vào khu vực giữa rổ thì Jared Sam, một là bị kéo ra xa khu vực 3 giây, hai là anh chưa kịp về thủ bởi Sài Gòn Heat ưa chuộng phải công nhanh. Có lẽ đó là phần nào đó lý do dẫn đến việc anh cho tới bây giờ vẫn chưa có bất kỳ lỗi cá nhân nào. Arthur Sandberg, Zoski ném ngay, và 3 điểm dành cho Zoski. Một tiếng 3 điểm rất quan trọng để mang lại tâm lý thoải mái dành cho Sài Gòn Heat. Thêm một lần nữa thì
Sun Heat có được một tình huống ném xa chống chạy và không có bất kỳ cái bóng áo trắng nào ở gần họ. Ra xem có một tuyển áp trả, bóng đi thiếu lực. Hoàng Tú đường chuyển phản công cho Roski. Bóng được trả về cho Tony Hoàng. Võ Kim Bản vẫn chưa có điểm nào cho Võ Kim Bản trong trận đấu này. Lỗi tấn công dành cho Team Well quyết định được đưa ra một cách rất dứt khoát bởi trọng tài Dominic Poma. Và đây sẽ là lỗi cá nhân thứ tư của Team Well ở trong trận đấu này. Một tình huống lỗi tấn công rất rõ ràng và cũng rất thô của Team Wales. Có lẽ với thể hình của mình và một matchup không mấy cân xứng thì Team Wales cũng không cần thiết phải có một tình huống bóng như vậy. Theo tôi thì trong pha bóng vừa rồi Team Wales đã hơi rập khuôn và có một tình huống đánh post move theo bài. Nhưng Vĩ Nghiệp thì đã đứng chờ sẵn để lấy lỗi. Bóng lại trả về cho Gia Sam thực hiện một tình huống long thủ. Đây là Anthony Sandberg. Tony Hoàng đã có không gian nhưng chỉ có một tiếng phạm lỗi chạy bước của Anthony Sandberg mà thôi. Thiếu chút nữa thì Trần Vĩ Nghiệp đã phải trở thành một nạn nhân của một tình huống break ankle. Vĩ Nghiệp có một tinh thần thi đấu cực kỳ cố gắng nhưng vừa rồi thì anh thêm một lần nữa tung ra một đường chuyền làm khó đồng đội. Cần Thơ Cavs sẽ chỉ còn 6 giây để đưa bóng lên sân trên. Và Sao Hít cũng không tạo một áp lực để thực hiện một tình huống ép các cầu thủ Cavs. Hoàng Tú lại là một đường kích ra. Đây là Vinh Kê Vy. Bóng yên ào khá đáng tiếc. Cảm giác ném ba của Nguyễn Văn Vinh đã không còn tốt như trận đấu đầu tiên mà anh được chơi tại VBA 2021 nữa rồi. Còn đây là cú ném ba của Tony Hoàng và đó là tình huống thành công thứ ba của cầu thủ mang áo số 3 bên phía Sài Gòn Heat. Đây không phải là lần đầu tiên mà Hoàng Tú ném thành công cả ba quả điểm đầu tiên của mình trong một trận đấu. Phong độ ném ba rất tốt đến từ cầu thủ trẻ của Sài Gòn Heat. Nguyễn Văn Vinh lại là một lựa chọn ném ba khó của Catfish. Họ không thể đưa bóng vào trong. Roski, Anthony Sandberg. Bóng được trả về cho Top Bartiki dành cho cầu thủ áo số 7. Đó là một tình huống phạm lỗi đến từ Bùi Quốc Tân dành cho Võ Kim Bản. Hai cầu thủ đã từng là đồng đội của nhau trong màu áo đội tuyển bóng rổ Sóc Trăng. Bùi Quốc Tân đã chậm hơn so với Võ Kim Bản trong tình huống phán đoán vừa rồi. Và ngay sau khi phạm lỗi thì Bùi Quốc Tân đã được rút ra sân vào thay cho anh là Tăng Minh Trí. Chắc chắn là một tình huống thổi phạt dành cho Jared Sams. Ngoại binh của Catfish đã bị trượt chân. Vì thế sau đó anh đã cố gắng phạm lỗi để ngăn cản tình huống đột phá của Chosuki. Và bây giờ thì VBA Finals MVP năm 2020 sẽ được bước lên vạch ném phạt. Khoảng cách đã là 30 điểm. Và vẫn giữ nguyên sau pha ném phạt thứ hai. 66-36. Các cầu thủ Cần Thơ vẫn chưa có được một bài đánh nào thực sự sắc sảo và bây giờ một lần nữa họ sẽ có một tình huống bị bể bài và thiếu chút nữa là dẫn đến turnover. Nhưng chúng ta cũng phải dành lời khen cho một tình huống thi đấu bắt bài khá tốt của Thế Cang bên phía Sài Gòn Heat. Và sau đó anh đã rất thô sổ để mang về một tình huống tranh bóng dành cho đội bóng chủ nhà. Vẫn Lê Hữu Thành thì Cần Thơ Catfish sẽ mất đi một lựa chọn. Vừa là ở vị trí hậu vệ dẫn bóng, vừa là một lựa chọn tấn công. Và tôi tin là Lê Hữu Thành cũng không để mất bóng những tình huống như vừa rồi. Vũ Thế Cang quá khó, một tình huống lên rổ theo tôi là quyết định rất khó hiểu của Vũ Thế Cang. Thì anh không có một không gian tốt. Vĩ Nghiệp, Vĩ Nghiệp và Tony Hoàng. Một đường chuyền khó nữa của Vĩ Nghiệp dành cho các đồng đội. Và những turnover vẫn đang liên tục xuất hiện đối với Cần Thơ Catfish.
Theo tôi thì tình huống vừa rồi cũng nên trách cho vị trí lựa chọn của mình, Tăng Minh Trí. Bởi vì những đường truyền vừa rồi luôn dành cho góc corner, Tăng Minh Trí đã đứng quá gần trong những việc trong tình huống đó. Và trong lúc mà chúng ta còn đang nói về tình huống trước thì Võ Kim Bảng đã có N1 để ghi điểm số đầu tiên của anh trong trận đấu này. Kim Bảng rõ ràng có tốc độ và sự linh hoạt lớn hơn rất nhiều. Và như chúng ta đang thấy trên màn hình thì cách biệt về tỷ số bây giờ đã là rất lớn rồi, 32 điểm. Cách biệt sang hít có cao nhất trong một chiến thắng với Kentucky Fit, đó chính là trận đấu khai mạc của VBA 2020. Họ đã giành chiến thắng với tỷ số 102-60, cách biệt lên tới 42 điểm. Và trận đấu đó thì thậm chí Kentucky Fit vẫn còn ngôi sao Tâm Đình. Cặp đấu VBA Finals 2019 bây giờ đã trở nên rất chênh lệch. Cú ném xa của Vĩ Nghiệp và lần này đã mang về 3 điểm cho Catfish. Sau 2 lần dứt điểm không thành công từ bên ngoài vòng 3 điểm thì Vĩ Nghiệp đã có cú ném xa đầu tiên. Joski. Một đường chuyền khó của Joski cho Anthony Sandberg. Joski đã rơi vào thế khó, mất trụ và bắt buộc phải chuyền, nhưng cuối cùng thì đường chuyền qua đầu của anh đã không dành cho ai cả. Trong tiểu đó Joski muốn chuyền bóng sang weak side nhưng đã bị chặn lại bởi những đôi bàn tay được giơ lên rất cao của Catfish, khiến anh đã buộc phải chuyền một đường chuyền sau lưng. Chỉ cần một tình huống bù người cơ bản đã đưa Charles Sam đến mismatch với Anthony Sandberg, người đã buộc phải phạm lỗi với Charles Sam trong tình huống vừa rồi. Số thứ 24 của Charles Sam tính tới thời điểm này của trận đấu, anh ghi đến hơn một nửa số điểm của Cần Thơ Catfish. Và trong những cầu thủ còn lại thì Tăng Minh Trí đang góp 2 điểm, Hoàng Tú có 2 điểm, Lê Âu Thành người đã rời sân dừng lại ở con số 5, và Nguyễn Văn Vinh có 4 điểm, và 3 điểm cuối cùng thuộc về tình huống ném 3 vừa rồi của Trần Vĩ Nghiệp. Kim Bảng vừa có tình huống ném xa không thành công. Một quyết định chính xác của Tăng Minh Trí. Một đường chuyền vượt tuyến rất hay đến từ Trần Vĩ Nghiệp. Joski. Võ Kim Bảng. Đợt tấn công đã bị chậm lại. Tony Hoàng. Anthony Sandberg. Shot clock còn 6 giây và đường chuyền đã bị chặn lại bởi Tăng Minh Trí. Nguyễn Văn Vinh đã vượt qua được Vũ Thế Càng và có điểm số thứ 6 dành cho Vinh Kevi. Các cầu thủ Cần Thơ đang thi đấu phòng ngự rất rác. Và vừa rồi thì Đậu Trung Kiên đã có một tình huống phạm lỗi, và bây giờ thì thêm một lỗi phản tinh thần thể thao đã được thổi ở trên sân. Và chúng ta hãy cùng chờ xem người bị phạm lỗi là ai. Trọng tài Dominic Poma và trọng tài Triệu Chí Thành đang có những trao đổi. Trong khi đó, ông Matt Van Pell, người xuất hiện trên màn hình, cho rằng Đậu Trung Kiên đã ăn vạ. Thậm chí thì Matt Van Pell còn có những trao đổi với cả Charles Sam. Còn trên màn ảnh chúng ta là Anthony Sandberg, cầu thủ vừa bị thổi phạt lỗi phản thần thể thao. Vâng, trên màn ảnh của chúng ta là ông Knežević. Và trong ít phút đã qua thì ông Knežević đã nhường quyền chỉ đạo dành cho người trợ lý của mình trong trận đấu này là ông Vũ Tiểu Bằng. Bây giờ thì các trọng tài sẽ sử dụng hệ thống IRS để xác định lại tình huống thổi lỗi phản tinh thần thể thao của họ. Anthony Sandberg đã phạm một lỗi cá nhân trước đó, và chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Trọng tài Triệu Chí Thành chỉ thổi một lỗi cản người của Anthony Sandberg, và người đưa ra quyết định thổi phản tinh thần thể thao là ông Dominic Poma, người có một góc nhìn từ phía đối diện.
Có lẽ khi bước vào trận đấu này thì chúng ta cũng không nghĩ được rằng mọi thứ lại nóng như thế, thưa anh Đức. Đã có hai cầu thủ của hai đội bóng không thể tiếp tục hoàn thành trận đấu của mình, đó là Leo Thành và Daquan Bracy, và giờ đây là một cầu thủ trẻ của Sài Gòn Heat đã tạm thời nhận được một lỗi phản thiên thể thao. Và chúng ta cũng không quên một tình huống va chạm cực mạnh giữa Nguyễn Văn Vinh và Kim Ji-su. Vâng, chúng ta vừa được nhìn thấy lý do vì sao ông Dominic Poma thổi lỗi phản thiên thể thao đối với Anthony Sandberg khi mà Đậu Trung Kiên đang tiếp cận lại vị trí của Sandberg, thì Sandberg đã có một tình huống có thể gọi là bảo vệ khoảng không của mình, nhưng cái đưa cùi chỏ đó đã khiến cho ông Dominic Poma cảm thấy rằng đó sẽ là một tình huống phản tinh thần thể thao, và cuối cùng quyết định đã được đưa ra. Vâng, đang có một quyết định theo tôi là thay đổi của trọng tài khi người được ném phạt là Anthony Sandberg chứ không phải là Nguyễn Văn Vinh. Và chúng ta cũng cần phải đợi thông tin đến từ ban thư ký mới biết rõ được tình huống này đã được xử lý như thế nào. Như vậy là hai lỗi phản thiên thần thể thao đã được thổi trong tình huống vừa rồi thì phải. Bây giờ thì Đậu Trung Kiên đang thực hiện hai tình huống ném phạt kỹ thuật của mình. Đậu Trung Kiên đã đánh rơi cả hai điểm sau hai pha ném phạt. Vừa rồi tình huống ném phạt của Đậu Trung Kiên là một tình huống anh bị phạm lỗi. Và chúng ta cùng tiếp tục với hiệp thi đấu thứ ba trong khi chờ đợi thông tin từ ban thư ký. Một tình huống ném 3 điểm của Tăng Minh Trí. Các cầu thủ Cần Thơ Catfish đang sống dậy ở trong hiệp thi đấu thứ ba này. Và đó chắc chắn là một lỗi đến từ Đậu Trung Kiên. Các thành viên trong ban huấn luyện của Cần Thơ Catfish cảm thấy vô cùng khó chịu và tiếc nuối phần nào đó, vì Trung Kiên phạm phải một lỗi cá nhân theo tôi đánh giá là khá sơ đẳng. Vâng, và tôi đã có những thông tin từ ban thư ký về tình huống lỗi phản ứng thần thể thao. Hai tình huống ném phạt đầu tiên của Anthony Sandberg dành cho lỗi của một cầu thủ bên phía Kentucky Fish. Với Anthony Sandberg và cầu thủ này được ném phạt do đội bóng Kentucky Fish đã vượt quá 4 lỗi độ. Và hai tình huống ném phạt sau của Đậu Trung Kiên là hai tình huống ném phạt dành cho lỗi phản thiên thể thao của Anthony Sandberg. Đó là lý do tại sao các cầu thủ Catfish đã được kiểm soát bóng sau hai pha ném phạt không thành công của Đậu Trung Kiên. Và chúng ta cùng tiếp tục với hiệp 3 trận đấu này. Võ Kim Bản, hai điểm dành cho Võ Kim Bản. Ngày hôm nay Võ Kim Bản không tìm được cảm giác tay ở 3 điểm và anh đang cố đi tìm những điểm số của mình bằng những pha layup. Đó đã là điểm số thứ 7 của Võ Kim Bản ở trong trận đấu này, và nó đến từ hai tình huống đột phá và ghi điểm thành công. Huấn luyện viên Martin Krajicek vẫn đang cố gắng truyền lửa cho các học trò. Đội bóng của ông đã chơi tốt hơn rất nhiều ở trong hiệp thi đấu thứ ba này nếu so sánh với hai hiệp trước. Cách biệt giữa hai đội ở trong riêng hiệp 3 hiện tại đang là 6 điểm. Ta vừa được thấy một nỗ lực rất lớn đến từ cá nhân Tăng Minh Trí, bên cạnh đó là cả tập thể Cần Thơ Catfish khi họ đang có những tình huống phòng ngự khá ổn. Trong khi đó thì Sài Gòn Heat họ đang cố gắng vượt qua những quyết định thổi phạt từ các trọng tài.
Hiện tại thì cả hai đội đều đã phạm quá 5 lỗi đồng đội và hiệp thi đấu thứ 3 còn khoảng 3 phút nữa. Trần Vĩnh Nghiệp, đường chuyền khó của Vĩnh Nghiệp dành cho Vinh KV. Đường may mắn cho các cầu thủ áo trắng là đội bóng Catfish sẽ tiếp tục được phát bóng biên sau tình huống vừa rồi. Trần Vĩnh Nghiệp đang rất cố gắng thể hiện mình nhưng có vẻ như hậu vệ này cũng gặp vấn đề về mặt tâm lý. Cú midvein của Đậu Trung Kiên, bóng đi rất thiếu chính xác. Đây là Joski, Anton Sandberg, bóng được trả về cho Joski. Đường chuyền tốt của Sandberg cho Võ Kim Bản. Lần này thì cú reverse layup của Võ Kim Bản, bóng đã đi ra ngoài. Trần Vĩnh Nghiệp, Nguyễn Văn Vinh rất sốt ruột xin bóng nhưng bây giờ thì bóng mới đến được tay của anh và khoảng trống ném ba đã không còn nữa rồi. Quá dễ dàng cho GSM khi mà Joski đã bỏ. Điểm số thứ 27 dành cho ngoại binh của Cần Thơ Catfish. Khoảng cách bây giờ đã là 25 điểm, 75-50. Joski không thực hiện cú ném ba. Cú ném từ rất xa của Tony Hoàng. Tính đến thời điểm này thì Joski nếu như anh kiến tạo một cách bùng nổ thì anh hoàn toàn có thể đạt được triple double thứ hai. Cú ném xa của Nguyễn Văn Vinh. Văn Vinh mới chỉ thực hiện thành công một tình huống ném 3 điểm mà thôi. Và sau đó là một pha phạm lỗi từ phía sau của Jared Sams. Bây giờ thì Joshua Key sẽ được thực hiện hai quả phạt. Thống kê hiện tại của Joshua Key đang là 18 điểm, 12 rebound. Bên cạnh đó là 3 assist. Trong hiệp thi đấu thứ 3 này, chúng ta thấy Joshua Key rất cố gắng tạo khoảng trống và tạo cơ hội dứt điểm cho các đồng đội. Nhưng các đồng đội của anh đang tận dụng không tốt những cơ hội ném này. Như vậy là Sang Hiết đã có được sự thay đổi người. Anthony Sandberg rời sân và Từ Dương Huy, một cầu thủ gốc Nghệ An, được tung vào sân. Hiện tại thì trên băng ghế dự bị của các cầu thủ Sang Hiết không còn sự xuất hiện của Kim Ji-soo. Có lẽ như sau tình huống va chạm rất nặng thì anh đã được trở về nơi cư trú để kiểm tra cũng như là nghỉ ngơi. Trong lúc anh Việt Long nói về sức khỏe của Kim Ji-soo thì Vĩnh Nghiệp đã kịp thực hiện một tình huống 3 điểm. Không có điểm cho Joski. Các cầu thủ Cần Thơ Catfish vẫn đang cố gắng miệt mài rút ngắn điểm số, rút ngắn cách biệt giữa hai đội. Jarasem, một cú ném quá yếu lực của Jarasem, một tình huống đánh rất đơn giản của Cần Thơ Catfish, bóng chuyển đến Jarasem và anh ném ngay. Hai điểm dành cho Vũ Thế Càng sau một đường kiến tạo cực kỳ sắc sảo của Joski. Đó là điểm số thứ 4 của Vũ Thế Càng và cũng là assist thứ 4 dành cho Joski trong trận đấu này. Tăng Minh Chí đường truyền ra vị trí corner dành cho Vinh KV nhưng đường truyền đó thực sự là khá khó dành cho tầm kiểm soát của cầu thủ mang số 15. Có vẻ như Tăng Minh Chí đã đưa ra quyết định no look pass ở một thời điểm không thực sự hợp lý và anh đã tung ra một đường truyền quá đà dành cho các đồng đội. Tony Hoàng, Từ Dương Huy, bóng được trả về cho Tony Hoàng Tú. Hands up dành cho Joski thực hiện ném 3. Và sẽ 3 pha ném phạt dành cho ngoại binh mang áo số 7 sau pha phạm lỗi của Trần Vĩnh Nghiệp. Trần Vĩnh Nghiệp cho rằng Joski đã có tác động vào vùng mặt của anh. Nhưng điều đó xảy ra sau khi Vĩnh Nghiệp có tác động vào tay của Joski. Một tình huống phạm lỗi không cần thiết đến từ Trần Vĩnh Nghiệp. Và bây giờ thì Joski đã có điểm số thứ 21. Khoảng cách lại được đưa ra rất xa. Và giờ là 29 điểm, 82-53. Đã có lúc Cần Thơ Catfish thu hẹp khoảng cách xuống còn 21 điểm ở trong hiệp thi đấu này. Nhưng bây giờ thì nó đã trở lại là rất xa rồi. N1 dành cho Jared Sam khi mà một lần nữa Joski không có mặt ở trong khu vực 3 giây và một cầu thủ nhỏ con hơn của Sam Hit đã phạm lỗi, đó là Vũ Thế Cang. Tình huống vừa rồi lại cho thấy sự bế tắc trong lối chơi của Catfish.
Và thậm chí tình huống này thì ra xem còn cầm bóng từ giữa sân để thực hiện một tình huống lên rồi. Trước khi đột phá thì chúng ta đã được thấy một cú behind the back khá điêu nghệ đến từ Jared Sam. Một trung phong với chiều cao lớn nhưng lại có đôi tay cực kỳ khéo léo. Điểm số thứ 30 của Jared Sam ở trong trận đấu này. Và bây giờ thì Sam Hit sẽ cố gắng tận dụng hết thời gian để thực hiện đường tấn công này và khép lại hiệp thi đấu thứ 3. Tony Hoàng. Một bàn đánh quen thuộc. Võ Kim Bản cần phải ném ngay. Cần phải ném ngay. Một tình huống sai step và ném 3 điểm. Nhưng tình huống phòng ngự rất chất lượng của Vĩnh Nghiệp đã khiến cho cú ra tay của Võ Kim Bản đi rất yếu. Và khép lại hiệp thi đấu thứ 3. Tỷ số hiện tại đang là 82-56. Cách biệt rất lớn hiện đang nghiêng về phía Sài Gòn Heat. Khoảng cách điểm giữa hai đội bóng trước khi bước vào hiệp đấu cuối cùng, hiệp đấu thứ tư, đang là 26 điểm, 82-56. Và có lẽ sẽ cần một điều thần kỳ nào đó thì Catfish mới có thể giành được chiến thắng trong game đấu đầu tiên trong loạt trận 3 game này. Dẫu sao thì tôi nghĩ các cầu thủ Catfish cũng nên tính toán về việc đảm bảo thể lực tốt nhất cho những cầu thủ quan trọng để hy vọng vào một cuộc lượn như dòng ở hai game đấu tiếp theo. Ở lượt trận tiếp theo thì chắc chắn là Lê Hữu Thành khả năng rất cao sẽ không được thi đấu. Vì vậy những trụ cột còn lại trên sân, chẳng hạn như là Tăng Minh Chí, người đang thi đấu, người đang cầm bóng qua sân cho Cần Thơ Catfish, sẽ cần một chút gì đó thể lực. Đây là Vũ Thế Cang. Đường kích ra chính xác của Vũ Thế Cang khi đối diện với anh là Jared Sam, một cầu thủ có chiều cao gần 2m1. Hoàng Tú đường chuyền tiếp theo cho Vũ Thế Cang, bóng được trả về cho Hoàng Tú. Đường này là Từ Đức Huy. Cú ném của Từ Dương Huy, bóng đã không đi vào rổ. Áp lực rất lớn đến từ cầu thủ Sam Hit đã khiến cho Cần Thơ Catfish không thể triển khai phản công nhanh trong tình huống vừa rồi. Nguyễn Văn Vinh. Cú ném ngay của Jared Sam, bóng đi khá thẳng nhưng thiếu một chút lực. Có lẽ là thể lực của Jared Sam cho tới thời điểm này cũng không còn được đảm bảo nữa rồi, vì từ đầu trận đấu đến giờ anh đã phải làm rất nhiều nhiệm vụ cho Cần Thơ Catfish. Đường chuyền của Hoàng Tú đã bị bắt bài bởi Tăng Minh Chí. Đã 4 đợt tấn công trôi qua và chưa đội bóng nào ghi điểm. Bây giờ ở trên sân thì Vinh Kevy lại bất ngờ trở thành hậu vệ dẫn bóng dành cho Cần Thơ Catfish. Cú ném của Tăng Minh Chí, tiếng còi cất lên và sau đó là một pha va chạm rất mạnh của Tony Hoàng với Đậu Trung Kiên. Người phạm lỗi trong tình huống vừa rồi là Nguyễn Hoàng Tú.
Hoàng Tú, phạm lỗi với Hoàng Tú là những gì xảy ra trong pha bóng vừa rồi. Bây giờ thì Michael Trương cùng với Lê Quang sẽ được trở lại sân. Michael Trương hôm nay khởi đầu trận đấu một cách rất bùng nổ khi anh liên tục có những tình huống ghi điểm và kiến tạo đẹp mắt. Nhưng về giữa trận thì cầu thủ này lại chơi tương đối mờ nhạt và bây giờ anh sẽ có cơ hội để lại những dấu ấn đậm nét hơn. Lại là một cú ném xa của Joski và bóng đi rất chính xác. Một bài đánh hai người cực kỳ cơ bản của Sài Gòn Heat đã mang về điểm số. Vinh Kevi bóng kích dài cho Hoàng Tú, Hoàng Tú không thể ném rổ. Ta xem bóng được luân chuyển khá mượt mà và đây là cú ném xa của Vinh Kevi. Vẫn là các cầu thủ Cần Thơ Catfish nỗ lực của Tăng Minh Trí. Có 2 điểm sau tình huống tiếp in dành cho Vinh Kevi. Chúng ta cần nhìn thấy nhiều hơn từ Cần Thơ Catfish. Những màn thể hiện giống như vừa rồi khi họ thi đấu quyết tâm và tranh chấp cực kỳ máu lửa. Roski đã có lỗi của Tăng Minh Trí với pha lên rổ của Roski. Hôm nay có lẽ là trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa đối với Tăng Minh Trí, cầu thủ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc ghi điểm thì anh đang có màn trình diễn phòng ngự khá ấn tượng. Ném phạt không thành công của Chesoki và vẫn là một gương mặt rất trầm ngâm của ông Martin Knežević. Và theo format của VBA 2021 năm nay thì nếu thất bại trong vòng đấu playoff đầu tiên này thì các đội bóng thất bại vẫn sẽ có một giải đấu phân hạng khác dành cho đội thua cuộc. Vì vậy là những cầu thủ trẻ của Catfish và những cầu thủ đội binh hoàn toàn vẫn có thể hy vọng vào cơ hội để ra sân để thể hiện mình. Nguyễn Hoàng Tú vẫn đang liên tục có những cú ném không thành công, trong khi đó Lê Quang chống chạy nhưng vẫn chưa có một tình huống dứt điểm thành công nào dành cho Rookie of the Year năm 2020. Sau khi được danh hiệu Rookie of the Year thì Lê Quang tại mùa giải năm nay đã thi đấu mờ nhạt hơn rất nhiều. Tất nhiên chúng ta cũng không thể không nhắc tới nỗ lực của cầu thủ này, nhưng như vậy là chưa đủ. Không sao, bóng rổ vẫn là một bộ môn cần phải ghi điểm mới giành được chiến thắng. Trong trận đấu này thì cá nhân Lê Quang đã có một điểm từ vạch ném phạt. Anh dứt điểm 2 lần và chưa thành công bất kỳ lần nào. Tăng Minh Trí sau những phút giây thi đấu thăng hoa đã được rút ra sân nghỉ. Một tiếng phòng ngự tốt của Joski, bóng đến tay của Trần Vĩnh Nghiệp, 3 điểm không thành công nhưng vẫn là các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Sao hết đã để mất đi bàn tấn công khá nhiều hiệp đấu này. Một đường truyền hơi thiếu cảm giác đến từ Bùi Quốc Tân và bây giờ đợt tấn công này sẽ còn 6,3 giây mà thôi. Để xem cần phải ném thật nhanh. Bóng đã chạm người của một cầu thủ bên phía sân hút đi ra ngoài sân. Thời gian của đợt tấn công này chỉ còn 0,2 giây, có lẽ vừa đủ để cho một tình huống alley-oop. Và để thực hiện một tình huống alley-oop sau một pha phát biên thì bắt buộc gần chắc chắn phải có một timeout, nhưng có lẽ timeout đó đã không diễn ra. Bây giờ các trọng tài đang xác định lại chính xác con số trên đồng hồ và nó sẽ được giữ nguyên ở mức 0,2. Vừa đủ cho một quả alley-oop thưa anh Đức, và đó là kết quả mà Cần Thơ Catfish có được ở trong tình huống tấn công vừa rồi. Chiều cao của Gia Sem đã mang về lợi thế rất lớn trong tình huống vừa rồi. Lại là Lê Quang ở vạch 3 điểm. Joski vẫn là những tình huống ra tay rất chính xác đến từ Chosuki. Và Gia Sem sau pha phòng ngự rất hời hợt vừa rồi đã giơ tay xin lỗi với huấn luyện viên Martin Knežević. Vâng, cái cảm giác mà chúng ta có 2 điểm và đội bạn lên một lượt tấn công có một tiếng 3 điểm thực sự rất buồn thưa anh Việt Long. Vâng, không chỉ vậy nữa mà Sam Hit còn có điểm dường như rất dễ dàng. Trong khi đó thì Cần Thơ Catfish phải tỏ ra vô cùng cực khổ. Roski
không có đường truyền bởi người theo kèm chất lượng nhất của Joski ra xem đã bị bỏ lại phía sau. Bây giờ thì một lần nữa Joski sẽ tìm kiếm điểm số trên vạch ném phạt. Người phạm lỗi là Nguyễn Hoàng Tú, lỗi cá nhân thứ 5 của cầu thủ này, và anh sẽ được rút ra ngoài. Và Đậu Trung Kiên chắc chắn sẽ được sử dụng. Đúng như vậy, Đậu Trung Kiên sẽ thế chỗ cho Hoàng Tú để thi đấu khoảng 5 phút còn lại. Với Cần Thơ Catfish thì đây là một mùa giải rất khó khăn, giống như anh Đức đã từng nói. Họ vắng đi hai trụ cột ghi trung bình tới 40 điểm mỗi trận. Quan trọng hơn, họ là những mắt xích rất quan trọng để thực hiện một lối chơi mà ông Martin Krejcik đề ra. Ra xem. Ra xem đã rất mệt rồi anh Vi Long ạ. Đây là Nguyễn Quang Bình, cầu thủ trẻ của Sao Hit. Không có điểm cho Quang Bình sau một tình huống phát động phản công nhanh khá hay. Và bây giờ thì cho Sam đang tỏ ra rất đau sau tình huống ngã vừa rồi. Vũ Nghiệp, Bùi Quốc Tân một tiếng ném 3 điểm sở trường. Và Nothing Burnett 3 điểm tiếp theo dành cho Catfish để rút ngắn tỷ số xuống 63-90. Bùi Quốc Tân sẽ cần phải ném nhiều hơn, vì bây giờ anh có lẽ là một trong những lựa chọn ghi điểm tốt nhất. Vừa rồi thì Lê Quang đã phạm luật chạy bước, và sẽ là hội ý dành cho huấn luyện viên Martin Krejcik. Có vẻ như ông muốn ra xem có ít phút nghỉ ngơi sau khi chứng kiến người học trò của mình có những bước chân tập tễnh sau một tình huống va chạm và lại phải nằm sân. Chắc chắn tình huống này không thể thổi phạt Joski. Người chủ động contact là Jarasem, nhưng vì anh không còn đủ thế lực nên anh đã không thể có một đôi chân trụ thật vững trong tình huống đó. Jarasem vẫn chưa ra nghỉ ở trong trận đấu này, và có lẽ trong 5 phút cuối cùng anh sẽ trở lại sân và thực hiện một cú hích cuối cùng dành cho Cần Thơ Catfish, với hy vọng mong manh có được chiến thắng ở trong trận đấu này. Biết rằng bây giờ cách biệt đang là rất lớn, nhưng nếu không thể có được chiến thắng về mặt tỷ số thì Cần Thơ hoàn toàn có thể có được chiến thắng về mặt tinh thần. Nếu như họ chơi tốt trong ngày hôm nay thì họ sẽ nuôi được hy vọng lội ngược dòng, bởi series này còn đến 2 lượt trận nữa. Tất nhiên muốn hoàn thành cả 2 lượt trận thì Catfish buộc phải thắng ở lượt trận thứ 2, trận đấu tiếp theo của đội bóng. Bởi vì vòng đấu thực hiện phân hạng đầu tiên này, các đội bóng sẽ chỉ thi đấu best of 3 mà thôi. Đây là Trần Vũ Nghiệp. Lại là một tiếng còi dành cho lỗi off-ball. Lỗi thuộc về Team Wales. Tôi có cảm giác như là cứ Team Wales vào sân là anh phạm lỗi ngay lập tức. Và trên bàn của chúng ta là Jarvis Sommer và William Trần. Những gương mặt rất buồn. Và chúng ta có thấy là 40 điểm của Catfish đang ngồi trên khán đài, chúng ta tạm gọi là như vậy. Hình ảnh rất đáng tiếc dành cho cá nhân hai cầu thủ này. Nhưng bây giờ thì Vinh Kevy đã có quả 3 điểm thành công tiếp theo. Michael Trường, Lê Quang, Joski. Joski đánh ngay vào vị trí của Đậu Trung Kiên. Trọng tài xác định là Kiên Đậu đã phạm lỗi. Hai quả phạt nữa dành cho Joski. Ngày hôm nay thì tỷ lệ ném phạt của Joski là khá ấn tượng. Cầu thủ này đang có tỷ lệ ném phạt lên tới 76%, 13/17. Điểm số thứ 32 dành cho Joski. Và nó đã được cải thiện lên thành 33 sau khi anh có được thêm 2 điểm. Đây là cái tay bị bó bột của Jarvis Sommer, và nó có chữ Catfish ở trên đó. Một nỗ lực của cá nhân Sommer để thúc đẩy tinh thần cho các đồng đội. Michael Trường, Joski. 2 điểm tiếp theo dành cho Joski. Joski đang liên tục
công phá kỷ lục cá nhân của mình về mặt ghi điểm thưa anh Đức. Vâng, và kỷ lục cá nhân của Joski tại VB là con số 38 điểm trong trận gặp Đà Nẵng Dragon tại mùa giải 2020. Có lẽ đây sẽ là mục tiêu của Joski ở trong những phút thi đấu tiếp theo. Một cú lên rổ rất đẹp mắt đến từ Jared Sam. Đó là một tình huống lên rổ đẳng cấp rất cao của Jared Sam, và sau tình huống bị phạm lỗi vừa rồi, Jared Sam đã chủ động đến bắt tay người phạm lỗi mình trong tình huống đó là Lê Quang. Đã có một va chạm vô tình đến từ Jared Sam vào khu vực thân dưới của Lê Quang, và Sam đã lập tức đến để thăm hỏi xem nội binh của Sam Huyết có vấn đề gì hay không. Đây sẽ là lần tạm ngưng quyền gọi hội ý của huấn luyện viên Matt Van Pelt. So với mùa giải 2020 thì Cần Lực Catfish cũng vắng đi một sự xuất hiện rất đáng tiếc theo ý kiến của tôi, đó là Phạm Hiền Tài. Một cầu thủ đã không thể tham gia trọn vẹn mùa giải năm ngoái cũng như là mùa giải này bởi những chấn thương. Cần Lực Catfish năm nay đã đưa trở lại hai cái tên có thể gọi là những nội binh kỳ cựu, đó là Nguyễn Hoàng Tú và Tăng Minh Trí. Nhưng trong loạt trận thực nghiệm thì Tăng Minh Trí không được ra sân quá nhiều, còn Nguyễn Hoàng Tú thì để lại không nhiều ấn tượng. Đây cũng là điều dễ hiểu vì bộ ba trụ cột bao gồm hai ngoại binh và một cầu thủ gốc Việt, đó là Travis Summer, Charles Sam và William Trần, có rất nhiều bóng để ghi điểm. Điều này minh chứng khi mà hai trong số ba trụ cột này ra khỏi sân thì những cầu thủ trẻ cũng như là những cái tên còn lại của Cần Thơ Catfish không thể hiện được mình. Đây là William Trần, một tay ghi điểm rất chất lượng mà VA có được ở mùa giải năm nay, nhưng tiếc rằng anh đang gặp chấn thương và không thể thi đấu. Nhưng với những gì mà William Trần đã thể hiện thì tôi tin là anh vẫn có một tương lai ở phía trước tại VBA. Và mọi thứ sẽ không dừng lại chỉ ở mùa giải năm nay, với những gì mà William Trần đã thể hiện niềm khao khát của mình trước khi mùa giải năm nay bắt đầu. Michael Trường lại là một tình huống 45 của Sion Heat. Quyết định ném rất nhanh của Michael Trường đã không mang về điểm số, và đây sẽ là phản công dành cho Cần Thơ Catfish. Trần Vĩ Nghiệp, một tình huống pull up nhảy ném, bóng lắc rổ và đi ra ngoài khá đáng tiếc cho cầu thủ mang số 31. Đây là Nguyễn Quang Bình, quyết định ném ba rất nhanh. Có điểm số dành cho Nguyễn Quang Bình. Chúng ta thường có câu là đã hay rồi lại còn may. Các cầu thủ Sion Heat đang dẫn rất nhiều điểm và họ còn gặp tương đối nhiều may mắn ở những cú ném ba của mình. Thêm một tình huống N1 dành cho Jared Sam. Đúng như những gì anh Việt Long đã nói thì có lẽ ra xem đang dành những gì tinh túy nhất của mình còn lại và cả một chút thể lực cuối cùng để cho những phút đã qua sau đợt hội ý. Và anh đang mang về những điểm số liên tiếp dành cho Cần Thơ Catfish. Đây là điểm số thứ 37 của Jared Sam, và bây giờ thì anh sẽ được rút ra khỏi sân vào thay là Hoàng Đức Huy, một cầu thủ đến từ bóng rổ Hà Nội. Hoàng Đức Huy có một biệt danh khá thú vị, đó là Huy Nhện. Bởi vì trong làng bóng rổ không chuyên Hà Nội, Hoàng Đức Huy là một cầu thủ có khả năng block rất tốt. Không có lỗi của Michael Trường. Trần Vĩ Nghiệp, Hoàng Đức Huy. Hoàng được trả về top of the key cho Vĩ Nghiệp. Còn đây là Bùi Quốc Tân, một đường luân chuyển bóng hay của Catfish. Đó là một tình huống ném xa rất tốt của Bùi Quốc Tân, người ở mùa giải năm nay có tỷ lệ ném 3 điểm chỉ ở mức là 26%. Một tình huống perfect rất tốt của Từ Dương Huy, nhưng cú ném thì lại không được như ý. Bùi Quốc Tân đã chống chạy trong một tình huống hit check, nhưng các cầu thủ Cần Thơ Catfish đã quyết định sẽ thi đấu chậm lại. Lại là Bùi Quốc Tân. Bùi Quốc Tân đang nhận được sự tin tưởng rất lớn của những đồng đội. Cú ném biên của anh thì đã không tốt. Đường chuyền tốt của Joski dành cho Từ Dương Huy, và Dương Huy lại có hai điểm đầu tiên của mình trong trận đấu này. Joski đang làm rất tốt một nhiệm vụ, đó là thúc đẩy tinh thần của các cầu thủ trẻ.
Còn những đợt tấn công của Cafis đang được đơn giản hóa, họ đang ném bàn rất nhiều. Lại là một pha dứt điểm của Từ Dương Huy và 3 điểm tiếp theo, điểm số thứ 5 liên tiếp dành cho cầu thủ mang số 41 bên phía Sài Gòn Heat. Những khoảnh khắc thi đấu bùng nổ của cầu thủ gốc Nghệ An, và bây giờ thì Cần Thơ Cafis đã gọi quyền hội ý cuối cùng. Tỷ số bây giờ đã là 102-74, cách biệt rất lớn. Trong 5 trận đấu được góp mặt thì Từ Dương Huy mới chỉ có 3 điểm, nhưng riêng trong trận đấu này, sau 2 tình huống dứt điểm liên tiếp, anh đã có cho mình 5 điểm. Rõ ràng điều đấy đang cho thấy các cầu thủ Sài Gòn Heat đang có một tinh thần rất tốt ở những phút này. Hiện tại thì toàn bộ đội hình của Sài Gòn Heat chỉ có 2 cầu thủ là chưa có bất kỳ điểm nào, đó là Tim Well và Kim Chi Su. Trong khi đó thì bên phía Cần Thơ Catfish, Trần Đình Huy vẫn chưa được vào sân, Hoàng Đức Huy thì vẫn đang có mặt ở trên sân và có những phút thi đấu đầu tiên. Khuôn mặt rất buồn cùng với cái tay bị bó bột. Truyền cảm hứng đến từ Travis Summer. Trong khoảng thời gian hai đội bóng khởi động thì tôi đã thấy Travis Summer cũng tham gia cùng những cầu thủ trẻ, và anh đã có những căn dặn riêng dành cho Vĩ Nghiệp, một cầu thủ chơi ở vị trí cầm bóng. Điều này cho thấy anh là một cầu thủ đang có một tinh thần rất tốt, là muốn truyền cảm hứng cho những đồng đội của mình từ trên khán đài, mặc dù anh sẽ rất tiếc bởi anh không được tham gia thi đấu cùng những đồng đội của mình. Chúng ta cùng trở lại với 1 phút 50 giây cuối cùng của trận đấu này. Rất lập bập, đó là pha xử lý của Trung Kiên, lại là cú ném xa của Bùi Quốc Tân, và lần này mặc dù Hoàng Tú đã can thiệp nhưng không thể ngăn được Quốc Tân ghi được tình huống 3 điểm tiếp theo. Bùi Quốc Tân đã có 3 quả bóng điểm thành công, điểm số thứ 9 dành cho cầu thủ này. Quang Bình đã có quyết định ném rất nhanh nhưng đó là một quyết định không chính xác. Cú ném vừa rồi thì Quang Bình không còn gặp được may mắn nữa. Đức Huy, 2 điểm đầu tiên của Đức Huy tại VBA. Một tình huống nỗ lực đột phá rất tốt đến từ cầu thủ xuất thân từ bóng rổ Hà Nội. Tony Hoàng Tú, một tình huống đánh lừa của Tony Hoàng Tú đã mở ra một đường lên rổ không thể rộng hơn. Hoàng Tú đã đánh lừa được không chỉ 1, 2 mà là đến 3 cái bóng áo trắng. Và có một tình huống lên rổ cực kỳ chống chạy. Đậu Trung Kiên, có vẻ Đậu Trung Kiên cũng đang hơi cân điểm. Lại là pha ném xa của Bùi Quốc Tân, và những tình huống ném xa liên tiếp của Bùi Quốc Tân. Bùi Quốc Tân đang cho thấy giá trị của anh ở những phút thi đấu cuối cùng này. Rất có thể anh sẽ được tin dùng nhiều hơn, đặc biệt là sau tình huống block vừa rồi. Vì vậy thì đó là một tia sáng lé loi mà thôi, trận đấu đã ngã ngũ rồi. Lê Quang, Từ Dương Huy. Shot clock đã tắt nhưng các cầu thủ cần thật. Xin lỗi vì các cầu thủ Sài Gòn Heat vẫn đang tiếp tục tấn công. Mặc dù vậy sẽ có một loại tấn công dành cho một cầu thủ bên phía Sài Gòn Heat, và đó là Vũ Thế Cang. Đó là một tình huống Vũ Thế Cang đã có tác động tới một cầu thủ nhảy lên phòng ngự với Từ Dương Huy. Và bây giờ thì có lẽ là trận đấu sẽ kết thúc. Và Vĩ Nghiệp sẽ chủ động dừng bóng. Sẽ không có tình huống dứt điểm và khép lại trận đấu thực nghiệm phân hạng. Sài Gòn Heat đã giành chiến thắng trong loạt trận này. Giành chiến thắng trận đấu đầu tiên với tỷ số là 104-82. Cách biệt rất lớn, và chúng ta đã có một trận đấu có đến 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Nhưng cuối cùng thì Sài Gòn Heat vẫn là người thắng cuộc. Và tất nhiên các fan của Sài Gòn Heat cũng rất mong thông tin đến từ chấn thương của Kim Ji-soo. Cầu thủ đã gặp phải một chấn thương khá nặng ở vùng đầu. Và trước khi nói lời chia tay, chúng ta hãy cùng đến cuộc trò chuyện với cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Joski.
ta vừa trải qua 4 phút thi đấu cực kỳ máu lửa và thậm chí là có những căng thẳng xảy ra ở trên sân. Nhưng cuối cùng thì Sài Gòn Heat với sự đồng đều đến từ đội hình cùng với tinh thần quyết tâm cao hơn đã giành chiến thắng chung cuộc. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Joshua Keys, cầu thủ xuất sắc nhất ở trong trận đấu ngày hôm nay. So congratulations Joshua, definitely a win is definitely a good thing for you guys. But can you talk a little bit more about the situation with Daquan Bracey when he got kicked out of the game? Chippy, a guy on the Catfish made a dirty play. And he reacted. That's normal part of the game of basketball. We got to do a little bit better job of composing ourselves. But you know, it's the playoffs. Guys is getting after. Guys are coming for us. We're the reigning champs. So we just got to be ready for that. Yeah. So talking about reigning champ, you are one of the guys coming back from last season. So what is the mentality you want to bring to the team, especially to some of the new guys on the Sài Gòn Heat this year? It's the playoffs. We have a championship mentality. We're working hard every possession, every play, every practice. We're not taking any time off. We're working towards our goal, which is to be the three-peat, three-time champions. Yeah, okay, so the last question is for you personally. In the fourth quarter, you trying to make plays for your teammates, especially the young teammate who didn't have that much minutes. So what is your goal over there? I just want to get everybody involved. Guys play a little harder when they put the ball in a basket. I'm an unselfish guy. I like to see my teammates thrive in situations like this. So I want to make sure I get everybody a feel, get everybody a touch. That way we're all in rhythm. Yes, okay. So congratulations and enjoy your win in the locker room. You too. Thanks. Tôi vừa có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với Josuke, người cầu thủ xuất sắc nhất ở trong trận đấu này. Thì khi được hỏi về tình huống liên quan đến phản ứng của Daquan Bracey, thì Josuke cho rằng họ là một đội bóng đương kim vô địch và đang có mục tiêu đạt chức vô địch thứ 3 liên tiếp. Vì thế các cầu thủ Sài Gòn Heat sẽ cần phải giữ sự bình tĩnh tốt hơn. Và đặc biệt là Josuke sẽ cần phải là người dẫn đầu, chỉ bảo các đồng đội. Anh cần phải cho các đồng đội biết rằng để vô địch, để đạt được mục tiêu cuối cùng thì các cầu thủ sẽ cần phải bình tĩnh hơn, đặc biệt là trước những tình huống có thể khiến cho căng thẳng leo thang như trong pha bóng của Daquan Bracey với Lê Hiếu Thành. Câu hỏi thứ hai tôi dành cho Josuke là về việc điều gì đã khiến cho anh mang đến những tinh thần tốt hơn dành cho các cầu thủ Sài Gòn Heat. Thì Josuke cho rằng anh muốn mang đến một tinh thần của một nhà vô địch. Trọng trách của anh khi đến với Sài Gòn Heat đó là cố gắng mang đến chức vô địch thứ 3 liên tiếp cho đội bóng này. Vì thế anh luôn luôn truyền tải những nguồn năng lượng tích cực, muốn các đồng đội của anh phải thi đấu máu lửa hơn, nhiệt huyết hơn, thậm chí là ở trong các buổi tập chứ đừng nói đến những trận đấu. Và cuối cùng thì Josuke đã muốn giành hiệp 4, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ghi điểm, vì anh biết rằng chỉ cần ghi điểm thì họ sẽ thi đấu máu lửa hơn, đặc biệt là ở những trận đấu tiếp theo, cơ hội vào sân của họ vẫn còn rất nhiều. Đó là tất cả những gì chúng ta có được trong ngày hôm nay. Sài Gòn Heat đã tạm thời vươn lên dẫn trước với so với Cần Thơ Catfish trong loạt trận thực nghiệm phân hạng này với tỷ số 1-0. Và xin chào và hẹn gặp lại. Tình yêu là mang lại tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nó hơn cả đam mê khi mà bạn sẽ dành tất cả tình cảm và tâm trí để nghĩ về. Tình yêu mang lại sự quyết tâm, kể cả việc vượt qua được những nỗi đau thể xác, và cũng rất dễ dàng để lan tỏa cho nhau. Dù bất cứ nơi đâu hay bất cứ lúc nào, tình yêu giúp chúng ta lắng nghe được nhịp đập của trái tim. Tình yêu mang lại động lực để phá bỏ giới hạn của bản thân. Là cùng nhiệt, là hết mình, là chia sẻ, là niềm vui, những nụ cười, những giọt nước mắt và cả niềm tự hào. Với chúng tôi, bóng rổ là tất cả. Bóng rổ là tình yêu.